Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 23. Tề Đẳng Nhàn bồi cho Đông Tình uống không ít rượu. Trận say rượu này, ít nhiều cũng khiến cho Hướng Đông Tình giải phóng ra được đôi chút áp lực trong lòng cô. Đương nhiên rượu là rượu ngon, cho dù là ngày đầu uống say như chết, thì ngày hôm sau tỉnh lại, cũng giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, không hề gây đau đầu. Cho nên, trạng thái của Hướng Đông Tình coi như là khá tốt. Chú Phúc, chú ở nhà nghỉ ngơi là được rồi, tôi đi an táng cho cốt cho Hướng Đông Lôi. Dĩ nhiên Hướng Đông Tình đã thay một bộ âu phục màu đen, giọng điệu bình tĩnh nói. Vâng, tiểu thư, A Phúc thấp giọng xuống thuận theo. Hướng Đông Tình gật gật đầu với Tề Đẳng Nhàn, sau đó bước ra cửa. Tề Đẳng Nhàn đuổi theo bước chân của cô, cùng cô đi xe đến khu nghĩa trang bên này. Trên căn bản thì hôm nay trong nghĩa trang không có ai. Đặc biệt hơn là cha mẹ của Hướng Đông Tình được chôn cất ở khu vực đỉnh núi Nghĩa Trang. Có thể mua được một cái mộ huyệt ở chỗ này, chủ yếu đều là các gia đình giàu có, giá cả của một cái mộ huyệt có thể bị đôn lên giá trên trời, hơn cả trăm vạn. Rất nhiều người đều cảm thấy mua một khu mộ đắt tiền như vậy, chẳng khác nào là đang nộp thuế IQ mà thôi, nhưng cũng có người bỏ ra số tiền này để cho con cháu đời sau yên tâm, hình như đúng thật là không thiếu những trường hợp này. Lúc đó trên đỉnh núi đang được khai hoang, nơi có mấy trăm con rơi bay tới, vì thế chính quyền liền xào nấu ra một cái gì đó gọi là Vạn Phúc Lai Chiêu, một nghĩa trang giá giao dịch rẻ nhất cũng là tận 80 vạn. Dựa theo loại thân phận địa vị của Hướng Đông Tình mà nói, an táng Hướng Đông Lôi đương nhiên là phải làm lễ phong quang, thậm chí còn phải mời một đám người đến cúng viếng. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn lựa chọn loại phương thức khiêm tốn này. Có lẽ là không muốn những hồi ức đau đớn kia lại bị người ta nhắc tới. Bên cạnh ngôi mộ được chôn chung này còn có một ngôi mộ, trên bia mộ được dán bằng một miếng băng dính màu đen. Hướng Đông Tình xé băng keo xuống, bất ngờ mặt trên viết tên Hướng Đông Lôi, còn có một tấm ảnh màu đen trắng. Thì ra, cô đã sớm chuẩn bị xong ngày này. Tề Đẳng Nhàn bỏ hộp cho cốt vào trong mộ, sau đó dùng phiến đá nặng nề niêm phong lại. Cát bụi về cát bụi, đất về đất. Sau này em sẽ không hận anh nữa, gặp ba mẹ, nhớ xin lỗi họ. Hướng Đông Tình nâng lên một nắm bùn đất, sau đó lấy bật lửa ra thắp nén nhang. Tề Đẳng Nhàn nút tay vào trong túi quần đứng ở một bên nhìn cảnh này, bỗng nhiên, hắn lại trở nên cảnh giác một cách khó hiểu. Anh nheo mắt mình lại, ung dung thản nhiên đứng bên cạnh Hướng Đông Tình, trong chốc lát nội tâm lại có chút phẫn nộ khó hiểu. Đương nhiên hắn là một con người lạnh lùng. Nhưng dù sao hắn cũng không phải thuộc dạng lạnh lùng đến mức chuyện gì cũng sẽ không để ý tới. Vì vậy, hắn có tức giận đôi phần, bởi vì những người này đã chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Nơi này là khu vực mộ của cha mẹ Hướng Đông Tình, có lẽ cũng là nơi chôn vùi tia hy vọng cuối cùng trong nội tâm của Hướng Đông Tình, nhưng hiện tại, hết lần này tới lần khác lại có người muốn tới phá hư nó. Có thể ở chỗ này phục kích Hướng Đông Tình, rõ ràng là biết được tin Hướng Đông Lôi đã chết. Vào những ngày như vậy, ở khu địa phương này, làm ra loại chuyện như vậy, ít nhiều cũng làm mất đi tình người. Hướng Đông Tình cũng không nhận ra bất kỳ nguy hiểm nào, lặng lẽ mở ra một bình chứa rơm, giải lên trước phần mộ của cha mẹ, hai tay chắp lại, cũng không biết là đang cầu nguyện cái gì. Nên đi rồi, nếu không đi thì sẽ không kịp. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn trở nên nghiêm túc, đưa tay ra kéo tay của Hướng Đông Tình đi, chậm rãi nói. Ừ. Hướng Đông Tình không khỏi nhíu mày, nhìn về phía hắn, cô không hiểu rõ nguyên nhân. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên. Hình như là trong nháy mắt trước khi tiếng súng vang lên, Tề Đẳng Nhàn đã bất ngờ ấn lưng của Hướng Đông Tình xuống. Một viên đạn lướt qua, tàn nhẫn bắn trúng vào bậc thềm xi măng bên cạnh nghĩa trang, làm cho đá vụn bay loạn xạ cả lên. Trong chớp mắt, sắc mặt của Hướng Đông Tình trở nên trắng bệch, dường như cô không thể tin được. Lại có người núp ở nơi này để mà phục kích cô, chuẩn bị giết chết cô ngay tại đây. Tề Đẳng Nhàn đưa tay ra nâng người của Hướng Đông Tình lên, giống như một con búp bê vải đang bị kẹp ở dưới nách của mình, sau đó nhảy xuống theo bậc thang cao. Khoảng khắc khi hắn đang nhảy xuống, lại có thêm vài viên đạn bay vụt qua. Trong lúc loạng choạng thì Hướng Đông Tình đã nhìn thấy, dưới chân núi có một số người đang xông lên, trong tay những người này đều mang theo vũ khí. Trốn được rồi. Tề Đẳng Nhàn dẫn Hướng Đông Tình đến phía sau của một tấm bia mộ khổng lồ, để cho cô cuộn tròn người lại. Sau đó, hắn nắm lấy một nắm đá vụn trên mặt đất và bước ra ngoài.
Khi người ở trên không trung, thì đá vụn trong tay liền được giải ra ngoài. Cách đó năm thước, một đám xạ thủ vừa mới chạy tới còn chưa kịp phản ứng gì cả, thì trên mặt đã bị đá đập vào bùm bùm, máu tươi văng khắp nơi. Trong nháy mắt toàn bộ khuôn mặt của bọn họ dường như đã biến thành mặt trăng, khắp nơi gồ ghề, khảm đá vụn. Bọn họ ngã xuống trong đau đớn, và đương nhiên khẩu súng trong tay của bọn họ cũng rơi xuống đất theo. Từ trên không trung Tề Đẳng Nhàn đáp xuống đất trong phút chốc, bàn tay mở ra, mạnh mẽ ấn xuống mặt đất, cơ thể hạ xuống thấp, tựa như người đã áp sát vào mặt đất và lướt nhanh về phía trước. Hắn giống như một con rắn độc đang đi bộ giữa cỏ vậy. Hắn lướt qua khẩu súng lục này, trực tiếp cầm súng trong tay, sau khi cơ thể đã trở nên ổn định, lập tức giơ tay lên bắn. Hai tay súng tới gần tiếp cận hắn nhằm đáp trả cũng bị ngã xuống đất. Tổng cộng Tề Đẳng Nhàn đã bắn 4 phát, viên đạn đầu tiên bắn trúng ngực của xạ thủ, phát thứ 2 thì bắn nổ đầu. Đây là phương pháp bắn súng của Mozambique, bắn vào vùng cơ thể có diện tích bị trúng đạn lớn hơn trước, để cho kẻ thù ngừng chuyển động lại, sau đó mới bổ sung thêm phát súng thứ 2 để hoàn tất việc bắn nổ đầu. Phương pháp bắn như vậy có thể mang lại hiệu quả giết người cao nhất. Kẻ địch rất nhiều, súng cũng rất nhiều, tuy nhiên cũng may là Tề Đẳng Nhàn nhạy bén. Bia mộ xung quanh cũng có thể làm thứ che chở khá hiệu quả. Từng viên đạn bắn vỡ bia mộ, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi, bay lên vô số khói bụi. Toàn bộ ngọn đồi nghĩa trang trên núi đều có tiếng súng vang lên. Hướng Đông Tình đau khổ, che lỗ tai mình lại, cơ thể liên tục run rẩy, không phải là cô sợ hãi, mà là do cảm giác đau đớn. Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn đi theo tôi. Tề Đẳng Nhàn kéo Hướng Đông Tình từ phía sau bia mộ khổng lồ ra. Trên thắt lưng đã có thêm 2 khẩu súng lục thu được. Hắn một tay cầm súng, một tay kéo Hướng Đông Tình chạy vòng quanh khi nghĩa trang trên núi, tìm cách tránh con đường nhiều tay súng nhất để mà đi xuống chân núi. Cũng may là núi khá lớn, các xạ thủ cũng phải phân tán ra để tìm giết hai người. Hơn nữa, kỹ thuật bắn súng của Tề Đẳng Nhàn rất chuẩn xác, khi đối mặt với nguy hiểm thì khứu giác cũng trở nên nhạy bén đến đỉnh điểm, cho dù ở thời điểm vòng vây sắp hình thành. Thì hắn cũng nhanh chóng đánh chết chỗ xạ thủ yếu nhất, mạnh mẽ kéo theo Hướng Đông Tình xông ra. Những người này là có lai lịch gì? Hướng Đông Tình cắn răng hỏi, trong mắt lóe lên tia lửa tức giận. Không biết, nhưng chắc chắn có quan hệ với Liên minh Kinh tế Từ Thị. Giọng điệu của Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh, bỗng nhiên ôm lấy Hướng Đông Tình một cái, vươn người lên nhảy xuống đài cao hơn 4 thước. Hình như Hướng Đông Tình không cảm nhận được cảm giác chấn động khi rơi xuống đất. Cô trầm giọng nói, xem ra đã đến lúc thu lưới rồi, anh cảm thấy thế nào? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói cô tự mình sắp xếp đi, cô là tổng tư lệnh. Sau khi nói xong lời này, hắn ném khẩu súng lục rỗng trong tay ra ngoài, đập một tiếng ầm vào gò má của tay súng cách đó tầm 10 thước. Sau đó, hắn nhanh chóng rút khẩu súng lục khác ra, 2-3 phát súng bắn thẳng tới giết chết tay súng che mặt. Vài phút sau, cuối cùng Tề Đẳng Nhàn cũng đã dẫn được Hướng Đông Tình xuống khỏi khu nghĩa trang trên núi. Tuy nhiên, những xạ thủ kia lại không có ý định từ bỏ, nhao nhao xông tới đòi đuổi giết. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một chiếc xe phóng nhanh tới, lạng lách vài vòng rồi dừng ở trước mặt của Tề Đẳng Nhàn. Tề Tổng, Hướng Tổng, mau lên xe, những người trên xe hét lên. Người lái xe khiến Tề Đẳng Nhàn có hơi ngoài ý muốn. Thế mà lại là Hoàng Sung mới nhận chức ở Tư Bản Thiên Lại ngày hôm qua. Tề Đẳng Nhàn không do dự mở cửa xe, dẫn theo Hướng Đông Tình lên xe. Sau khi hai người lên xe, Hoàng Sung khởi động xe chạy ngay, viên đạn bắn vào sau xe đùng đùng như mưa rơi nặng hạt, làm cửa kính bị vỡ nát. May thay, kỹ thuật lái xe của Hoàng Sung rất tốt, tốc độ xe rất nhanh nên bọn họ đã bỏ lại đám truy sát rất xa. Dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng mặt Hướng Đông Tình vẫn đen như đít nồi. Cô ta rất tức giận, không ngờ rằng đối thủ lại hèn hạ đến như vậy, dám phục kích cô ta trước mộ của ba mẹ đã vậy còn canh lúc đang an táng anh trai ra tay. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn cũng khó coi, hắn cũng tức giận không kém vì làm như thế thật đúng là không có đạo đức, thậm chí là không còn chút nhân tính nào. Sao cậu lại ở đây? Tốt nhất là nên cho tôi một lời giải thích đàng hoàng, Tề Đẳng Nhàn nói với Hoàng Sung. Hoàng Sung xuất hiện ở núi Nghĩa Trang giúp hắn và Hướng Đông Tình thoát khỏi nguy hiểm, thế thì cũng quá trùng hợp rồi. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, dù Tề Đẳng Nhàn có tài giỏi đến đâu cũng có khả năng bị bắn chết.
những tay súng đó một khi bao vây toàn bộ thì trừ khi hắn mọc cánh bay lên bằng không, hắn và Hướng Đông Tình chết ở chỗ này là cái chắc. Hoàng Sung nói, lúc nãy bị phục kích là do Vương Hổ sắp đặt, tôi vừa biết tin là chạy tới đây ngay. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, nhớ lại lúc trước Hoàng Sung là người dưới quyền Từ An, còn rất được coi trọng. Tập đoàn Hổ Môn và nhánh Long Môn ở tỉnh Đông Hải có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, Vương Hổ muốn ra tay thì chắc chắn Long Môn cũng nhận được tin báo này. Hoàng Sung lăn lộn trong Long Môn mấy năm nay nên có vài tai mắt cũng là chuyện bình thường. Vương Hổ, tôi nhất định phải xé xác tên đó ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hương Đông Tình điên tiết nói, giọng điệu độc ác, cô ta nghiến răng đến mức chảy ra máu. Nơi đây là mảnh đất bình yên cuối cùng trong nội tâm của cô ta, đã thế hôm nay còn là một ngày bi thương đau khổ. Gặp phải chuyện vào ngày hôm nay, ở đúng chỗ này thì làm sao tinh thần cô ta không sụp đổ được cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn hít một hơi thật sâu rồi hỏi, cậu có chắc do Vương Hổ làm không? Hoàng Sung khẽ gật đầu, nói tin này hẳn là đáng tin cậy. Ngoài anh ta ra thì hiếm ai có thể dùng thủ đoạn này đối phó với Hướng Tổng. Tề Đẳng Nhàn nghe xong rơi vào trầm tư. Hướng Đông Tình lửa giận ngút trời nói, mau chạy đến tập đoàn Hổ Môn, tôi muốn tự mình đi tìm Vương Hổ. Hoàng Sung không nói gì, vẫn chạy xe bình thường. Tề Đẳng Nhất nói đùa, bây giờ cô đi tìm anh ta để cho anh ta có cơ hội giết cô thêm lần nữa à? Hướng Đông Tình nghe xong càng nổi giận, tôi phải cho ba mẹ tôi một lời giải thích. Mấy người không dám đi thì một mình tôi đi. Giờ cô cần phải bình tĩnh lại, Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Bình tĩnh làm được cái gì? Bình tĩnh là có thể cho ba mẹ tôi một lời giải thích hả? Hướng Đông Tình hơi mất lý trí, giọng điệu cao vút. Dĩ nhiên chuyện này làm tổn thương đến tinh thần cô ta vô cùng, cảm xúc không thể kiềm chế nổi. Đổi lại người suy bụng ta ra bụng người cũng sẽ không bình tĩnh được rồi xách dao đi giết cả nhà kẻ chủ mưu ngay tức khắc. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi sẽ giúp cô mang lời giải thích trở về nhưng không phải là bây giờ. Hướng Đông Tình cau mày, vậy thì khi nào? Tối hôm nay, Tề Đẳng Nhàn mặt không đổi sắc nói. Tại sao phải chờ đến tối nay, Hướng Đông Tình khó hiểu, vẫn còn tức giận. Bởi vì đêm nay không trăng không sao, Tề Đẳng Nhàn mặt không cảm xúc nói tiếp. Hướng Đông Tình ngây ra, ngay cả Hoàng Dung đang lái xe cũng không khỏi cảm thấy cổ họng hơi khô đắng. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đêm đen gió lớn dễ giết người. Tề Đẳng Nhàn nói đêm nay không trăng không sao thì chỉ có ý muốn giết người mà thôi. Tề Đẳng Nhàn không phải là kẻ thích chém giết thế nhưng hôm nay hành động của Vương Hổ làm hắn cảm thấy buồn nôn, động chạm đến điểm mấu chốt của người khác. Hướng Đông Tình bị lời nói của Tề Đẳng Nhàn làm bình tĩnh lại, yên lặng một lúc mới hỏi, hình như làm như vậy có hơi quá không? Tề Đẳng Nhàn cảm thấy buồn cười. Mới vừa rồi Hướng Đông Tình còn nổi trận lôi đình đòi liều mạng với Vương Hổ. Kết quả nghe hắn nói vậy thì thấy chuyện này hình như không được tốt lắm. Không có gì quá đáng cả, Vương Hổ làm mùng 1 thì chúng ta làm mùng 15, Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Thật à, Hướng Đông Tình do dự nhíu mày. Cô ta chỉ là nhà kinh doanh còn là phụ nữ, không phải kiểu người trong giang hồ như Vương Hổ. Hướng Đông Tình làm ăn đã lâu nên chưa từng dùng thủ đoạn không còn nhân tính để đối phó với kẻ như vậy. Hoàng Sung ho một tiếng, Tề Tổng, giờ chúng ta đi đâu? Đến tập đoàn Hướng Thị trước đi, tránh phát sinh sự cố, Tề Đẳng Nhàn nói. Nội bộ tập đoàn Hướng Thị cũng không gắn bó keo sơn gì, thân thích Hướng Đông Tình luôn luôn ước cô ta chết sớm một chút. Vương Hổ biết tin Hướng Đông Lôi chết do có người bán rẻ tình báo này cho anh ta. Còn chắc chắn rằng hôm nay Hướng Đông Tình sẽ tới núi Nghĩa Trang. Hướng Đông Tình là người thông minh, nghe Tề Đẳng Nhàn nói xong thì nghĩ tới chuyện nào đó, sắc mặt cô ta tối sầm lại. Chuyện ngày hôm nay kẻ nào dám làm thì đừng có trách tôi không niệm tình thân thích gì nữa, Hướng Đông Tình nhếch môi cười lạnh lẽo, hiện giờ tâm trạng cô ta cực kỳ không tốt, ngay cả chuyện giết người cũng làm được. Hoàng Sung lái xe rất nhanh, một lát đã đến tập đoàn Hướng Thị. Mặt mày Hướng Đông Tình u ám đi thẳng vào thang máy. Tề Đẳng Nhàn và Hoàng Sung không có đi theo. Không ngờ rằng cậu cơ trí như thế, hôm nay có thể nói là cứu tôi với Hướng Tổng một mạng, Tề Đẳng Nhàn nhìn Hoàng Sung thản nhiên nói. Ha ha ha, Tề Tổng quá khen rồi, ngay cả viên đạn cũng không bắn trúng Tề Tổng được, tôi chỉ đến giúp đỡ xíu thôi chưa đến mức cứu mạng đâu, Hoàng Sung vội vàng khách sáo. Tề Đẳng Nhàn không ngờ anh ta khiêm tốn như vậy, không tồi.
biết ăn nói, có IQ cao, trở về tôi thưởng cho cậu một ít tiền. Vẻ mặt Hoàng Sung căng thẳng, cười nói, tôi không nhận tiền thưởng đâu. Tề Tổng, cân nhắc lại chuyện cho tôi bái sư được không? Tề Đẳng Nhàn lườm một cái, tự nói tiếp, thưởng cậu 200.000 cổ vũ đấy. Hoàng Sung thấy hắn bỏ qua lời nói của mình không khỏi thấy bất đắc dĩ, chậc lưỡi không biết nói gì. Nếu cậu tiếp tục lập công, tôi sẽ cân nhắc lại chuyện dạy cho cậu một vài kỹ thuật, Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn anh ta. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức, Hoàng Sung vui đến mức đứng lên. Tề Đẳng Nhàn bật cười, cảm thấy bản thân càng hợp với danh xưng đồ chó tư bản Dương Quan Quan nói, cách làm kiểu đưa cho người ta ngân phiếu rồi vẽ bánh nướng lớn càng ngày càng dùng thành thạo. Nghĩ đến đây hắn khó tránh cảm thấy đắc chí, cảm thấy bốn chữ đồ chó tư bản nghe cũng hay hay. Gốc đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa thích hợp làm những chuyện mờ ám, cũng chỉ tình cảnh nguy hiểm. Hoàng Sung không biết trong lòng Tề Đẳng Nhàn có mục đích gì, anh ta còn đang bận lập kế hoạch đạt công lao rồi hoàn thành chuyện bái sư. Hôm nay tập đoàn Hướng Thị hơi hỗn loạn nhưng Hướng Đông Tình nói rằng cô ta đã giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Không lâu sau đó, Hướng Đông Tình gọi Tề Đẳng Nhàn vào văn phòng, cô ta hít sâu một hơi rồi nói, tôi không muốn tiếp tục chơi với Từ Ngạo Tuyết nữa, hôm nay cô ta đầu tư hơn 10 tỷ tiền vốn, coi như cũng tiếp tay đụng vào chúng ta rồi. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, Từ Ngạo Tuyết đương nhiên biết rõ hôm nay Hướng Đông Tình chết chắc nên đầu tư vốn quy mô lớn. Nếu cô ta thích đi tìm chết như vậy, Hướng Đông Tình không ngại tiến cô ta trước một đoạn. Được, theo ý của cô đi, Tề Đẳng nhất quyết đoán nói. Trong lúc hai người đang thương lượng, thư ký đến gõ cửa, cẩn thận từng chút một thò đầu vào trong nói, Hướng Tổng, Vương Tổng tới. Hướng Đông Tình cau mày nói, Vương Tổng nào? Tôi, Vương Hổ, thư ký chưa kịp trả lời thì tiếng của Vương Hổ đã vọng ngoài cửa. Vương Hổ mở rộng cửa, sải bước tiến vào, toàn thân mặc vest đen rất ra dáng phong độ, tràn đầy sức sống. Đôi mắt Hướng Đông Tình vừa thấy Vương Hổ lóe lên sát khí. Chuyện hôm nay đã đụng tới điểm mấu chốt của cô ta, thậm chí đập tan mảnh đất sâu trong nội tâm kia. Đám người này muốn giết cô ta ngay tại chỗ cha mẹ yên nghỉ, ngay lúc đang an táng anh trai. Tới rồi thì ngồi xuống chút đi, Hướng Đông Tình lạnh lùng nói. Vương Hổ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn cũng ở đây thì nói, không ngờ trời trong xanh như vậy vẫn có ruồi. Tề Đẳng Nhàn cười nhạt nhìn anh ta, hắn nghĩ xem nếu bây giờ làm thịt Vương Hổ luôn thì có quá ác hay không. Đương nhiên hắn lười động tay, dùng cách đơn giản nhất xử lý nhưng cũng kéo theo không ít phiền phức. Vương Hổ, anh muốn nói gì với tôi sao? Giọng Hướng Đông Tình lạnh lùng, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn như có như không, rõ ràng tâm trạng của cô ta rất tồi tệ. Vương Hổ cười cười nói, tôi nghe nói hôm nay Đông Tình gặp nguy hiểm, tôi lo lắng nên mới chạy sang xem cô có sao không. Hướng Đông Tình, thật sao? Tôi không ngờ Vương Tổng lại quan tâm tôi đến vậy, đúng là một người giàu tình cảm. Vương Hổ nhìn Hướng Đông Tình nói, tôi lúc nào cũng quan tâm đến cô mà, từ trước đến giờ không đổi, chỉ là cô không để ý thôi. Hướng Đông Tình không nói nữa. Tề Đẳng Nhàn vẫn đang nghĩ xem có nên làm thịt tên này không. Bây giờ chưa quá muộn, chúng ta hợp tác với nhau sẽ khiến cho tập đoàn Hướng thì càng lớn mạnh hơn. Hơn nữa, cô cũng không gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng nữa. Từ Tổng cũng sẽ cho tôi mặt mũi. Đôi mắt Vương Hổ thâm thúy nhìn cô ta. Hướng Đông Tình không nhịn được bật cười, Vương Hổ, anh coi tôi là đồ ngu đúng không? Không lật đổ được tập đoàn Hướng Thị thì đi giết tôi. Không giết được tôi giờ giả mù sa mưa nói chuyện tình cảm. Vương Hổ bình tĩnh nói, tôi đang tường thuật lại sự thật mà thôi, cô cứ chấp mê bất ngộ vậy đi rồi sẽ có ngày cô sẽ chết. Anh ta nhìn Tề Đẳng Nhàn. Lạnh lùng nói, anh ta có thể bảo vệ cô lần một lần hai nhưng không phải lần nào vận may vẫn ở đây. Làm người phụ nữ của tôi đảm bảo tập đoàn Hướng thì càng ngày càng lớn mạnh, đảm bảo cho cô một cuộc đời vinh hoa phú quý. Hướng Đông Tình ghê tởm, Vương Hổ giết cô ta không được thì quay sang làm dáng khoe khoang thắng lợi. Nói đủ thứ làm người khác nghe qua tưởng đâu anh ta muốn bảo vệ cô ta lắm. Phái người giết tôi lúc tôi đang an táng anh trai, ngay tại chỗ ba mẹ tôi yên nghỉ. Giờ thì ngồi đây nói những lời này, Hướng Đông Tình lạnh lùng chất vấn. Cái này thì bình thường, tôi biết cô là loại phụ nữ nào. Muốn chinh phục cô chỉ khi mài mòn từng tia hy vọng trong nội tâm cô. Cơ mà nếu không có được cô thì tôi chỉ có thể hủy hoại cô thôi. Vương Hổ nhìn Hướng Đông Tình, nụ cười trên mặt chưa tan,
Từ Tốn nói, nếu cô không đồng ý yêu cầu của tôi vậy thì chuyện giống ngày hôm nay vẫn sẽ tiếp diễn. Tôi nghe nói cô có một quản gia gọi là A Phúc đúng không? Ông ta theo nhà họ Hướng đã mấy chục năm trời, chắc tình cảm với cô cũng sâu đậm lắm nhỉ? Hướng Đông Tình nghe Vương Hổ uy hiếp đứng ngồi không yên, theo bản năng sờ cây súng lục giấu dưới bàn làm việc. Thế nhưng bờ vai của cô ta bị Tề Đẳng Nhàn đè xuống. Một tay Tề Đẳng Nhàn giữ lấy bả vai Hướng Đông Tình không để cô ta manh động, một tay giữ lấy bả vai bên kia, mỉm cười với Vương Hổ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga à. Con ma cà bông như anh sao có thể xứng với con cưng của trời Hướng Đông Tình được. Anh là người trong giang hồ mà suốt ngày chỉ biết làm chuyện hèn hạ, có thấy mất mặt không? Vương Hổ nhìn thấy cảnh này, ánh mặt lạnh thấu xương, giọng nói lạnh lùng, Tề Đẳng Nhàn, anh cũng vậy thôi, không phải lúc nào cũng gặp vận may đâu. Tề Đẳng Nhàn cúi đầu, cười nói với Hướng Đông Tình, cái thằng ngu này chắc cả đời cũng không thể lấy cây bút chì này của cô đâu nhỉ. Xóa tóc ra chút đi, để tên này thèm mà không có được. Hướng Đông Tình chưa kịp chuẩn bị thì cây bút chì đã bị rút ra, mái tóc đen nhánh của cô ta rơi xuống. Vương Hổ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó cảm thấy đau khổ vô cùng. Anh ta biết rõ cây bút chì cắm trên tóc của Hướng Đông Tình có ý nghĩa gì, hầu như không ai có thể đụng đến nó. Một người đàn ông có thể lấy đi đồ vật quan trọng nhất của người phụ nữ đủ hiểu mối quan hệ hai người này như thế nào, không cần nói cũng biết. Cho nên bây giờ Vương Hổ rất tức giận, lửa giận lấp kín lòng ngực. Thậm chí anh ta còn muốn giựt lấy cây bút chì kia rồi đâm nó vào cuống họng Tề Đẳng Nhàn. Thế nhưng anh ta biết mình không phải John Wick một lúc giết ba người bằng cây bút chì, chỉ có thể kiềm chế cơn tức giận của mình. Các người thành công chọc giận tôi rồi, chờ phong ba bão táp đến như mong muốn đi, Vương Hổ nhịn xuống lửa giận, mỉm cười rồi xoay người ra cửa. Vương Tổng, ngay lúc này Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng gọi một tiếng. Vương Hổ quay đầu, nhíu mày. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, chân của Đông Tình rất dài, ngực cũng rất mềm mại. Vương Hổ nắm chặt nắm đấm, anh ta thà rằng hủy đi thứ mình không chiếm được còn hơn để người khác đoạt lấy. Khớp xương kêu răng rắc giòn tan, một lát sau anh ta thả lỏng tay. Thấy Vương Hổ không để ý đến, Tề Đẳng Nhàn có hơi thất vọng. Còn nữa, cẩn thận cái đầu của mình. Vương Hổ ra khỏi cửa văn phòng một đoạn, Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Vương Hổ quay đầu cười mỉa với Tề Đẳng Nhàn, có giỏi thì đến lấy. Vương Hổ bình yên vô sự rời khỏi tập đoàn Hướng Thị. Mọi người đều biết hôm nay Hướng Đông Tình gặp phải nguy hiểm sinh tử mà chuyện này do Vương Hổ sắp đặt không thể nghi ngờ, mặc dù không có chứng cứ gì. Vậy mà bây giờ Vương Hổ tự nhiên đến đây rồi bình an rời đi. Các công nhân viên trong tập đoàn Hướng Thị ai cũng giấu lo lắng trong lòng. Vương Hổ đến rồi đi như vậy đối với tinh thần của bọn họ tạo thành chấn thương lớn. Tề Đẳng Nhàn đặt cây bút chì của Hướng Đông Tình lên bàn, hơi nghi ngờ khẽ lắc đầu, nói, đáng tiếc. Hướng Đông Tình mím môi không lên tiếng, lấy cây bút chì cài lên tóc. Anh ta cố ý, Hướng Đông Tình hít một hơi thật sâu rồi nói, dường như muốn thông báo thắng lợi của mình nên đến tập đoàn chúng ta dạo một vòng. Thậm chí còn buộc tôi đánh anh ta. Chắc chắn anh ta có kế hoạch dự phòng. Tề Đẳng Nhàn cười cười. Đương nhiên Hướng Đông Tình phát hiện ra hành động vừa rồi của mình có hơi không ổn. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, anh ta mặc áo chống đạn, chỉ là cô không nhìn thấy mà thôi. Khả năng bắn súng của cô muốn nã vào đầu anh ta thì rất khó. Hướng Đông Tình nhíu mày nhưng cái này nằm trong dự kiến. Vừa rồi anh ta tức giận nhưng không ra tay, tiếc thật, Hướng Đông Tình gẩy nhẹ cây bút chì sau đầu, tiếc nuối nói. Cô ta biết vừa rồi Tề Đẳng Nhàn chọc giận Vương Hổ để anh ta nén giận ra tay. Vì vậy cô ta cũng phối hợp theo, ngay cả khi Tề Đẳng Nhàn khiêu khích mình thì thái độ và hành động của cô ta cũng thuận theo hắn. Những hành động này càng khiến cho Vương Hổ phẫn nộ hơn. Cuối cùng Vương Hổ vẫn giữ được bình tĩnh, sau đó ra về bình thường. Hướng Đông Tình đột nhiên cắn răng thật mạnh, nói anh ta dám lấy chú Phúc ra đe dọa tôi. Tề Đẳng Nhàn biết A Phúc là trưởng bối còn sống mà Hướng Đông Tình quý trọng nhất, tuy không phải thân thích gì nhưng so với người thân còn gần gũi hơn rất nhiều. Lấy tính cách của Vương Hổ chỉ sợ nói được làm được, biến chuyện đe dọa này thành hành động thực tế. Anh ta không có cơ hội ra tay, hết đêm nay là thành người chết rồi, Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Hướng Đông Tình, giọng nói không có cảm xúc. Hướng Đông Tình thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Chú Phúc là người tôi rất kính trọng.
Tề Đẳng Nhàn bổ sung thêm một câu, dường như muốn nói rõ hắn mạo hiểm làm vậy không phải vì Hướng Đông Tình. Hướng Đông Tình nghe câu nói dư thừa này không khỏi nhếch miệng cười khinh, giữa mày nhíu chặt khó chịu, rắn vẽ thêm chân, cũng chỉ có thế mà thôi. Hướng Đông Tình mở máy tính của mình lên rồi giải thích suy nghĩ của mình cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không hiểu chuyện kinh doanh cho lắm nhưng Hướng Đông Tình nói rất kỹ càng và lấy nhiều phép so sánh khác nhau, dù người ngoài như hắn cũng nghe hiểu được lời cô ta nói, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước tài năng của Hướng Đông Tình. Anh sẽ không phản bội tôi, bỗng dưng Hướng Đông Tình nói, giọng điệu không giống như thăm dò. Lợi ích động đến lòng người. Tề Đẳng Nhàn đầu tư vào 50 tỷ USD, số tiền này đủ để ăn hết toàn bộ tài sản của Liên minh Thương nghiệp Từ Thị, lợi ích này quá lớn. Lớn đến mức cha con bất hòa, anh em phản bội. Tề Đẳng Nhàn nghe xong không khỏi giật mình, cười nói, một người từng mất đi tất cả mọi người sao có thể phản bội một người khác cũng mất đi như vậy. Huống chi đây là một người đàn ông có thể làm bất cứ thứ gì để làm vui lòng phụ nữ. Vì thế Hướng Tổng nói vấn đề này có hơi ngớ ngẩn đó nha. Hướng Đông Tình nghe xong rất thoải mái, trực giác mách bảo cô ta rằng Tề Đẳng Nhàn sẽ không phản bội nhưng cô ta vẫn sẽ hỏi như vậy. Bởi vì cô ta là người kinh doanh, không thể dựa vào trực giác mà làm việc. Hướng Đông Tình hít một hơi thật sâu, quay đầu chân thành nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, anh không làm tôi thất vọng thì sao chuyện này? Tập đoàn Hướng Thị là đồng minh trung thành nhất của anh, cũng là chỗ dựa vững chắc nhất. Ngay cả khi anh muốn lật trời, tập đoàn Hướng Thị cũng quyết không lùi nửa bước. Lời nói Hướng Đông Tình giúp Tề Đẳng Nhàn cảm thấy thoải mái giống vậy. Hắn giúp đỡ Hướng Đông Tình dĩ nhiên là có mục đích riêng. Tuy hắn không cần người ta báo đáp nhưng cũng không muốn gặp phải Bạch Nhãn Lang. Hướng Đông Tình biết rõ tương lai Tề Đẳng Nhàn đối mặt là ai, là thế lực nào nhưng cô ta vẫn nói ra lời lẽ đanh thép, vô cùng kiên quyết. Có thể thấy được lòng quyết đoán của người phụ nữ này cho dù là đàn ông cũng tự than thở không sánh bằng. Cô có biết lời mình nói có ý gì không, Tề Đẳng Nhàn muốn xác định lại lần nữa. Chúng ta không còn gì để mất rồi, Hướng Đông Tình bình tĩnh nói. Tề Đẳng Nhàn hài lòng cười, câu nói này của Hướng Đông Tình đại biểu cho tâm tính của cô ta đã thay đổi. Tập đoàn Hướng Thị không còn một người bị xem là kéo dài mạng sống của cha mẹ, trở thành loại người không gánh nổi trách nhiệm. Chầu rượu ngày hôm qua xem như không bị lãng phí. Thật ra khi cô uống say thật sự rất đáng yêu. Chờ chuyện này thành công, chúng ta lại uống thêm lần nữa. Hầm rượu nhà cô có một thùng rượu lâu năm ở thành phố Bordeaux, để như vậy có hơi uổng phí. Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa đi ra cửa văn phòng. Hướng Đông Tình nói thắng, chúng ta nâng ly uống. Thua cũng nâng ly uống. Tình cách cởi mở này khiến Tề Đẳng Nhàn càng thích. Hắn cảm nhận được khí chất dũng cảm như kiểu vì chi kỷ đổ máu và nước mắt, uống say mang đao chém đầu người, phần dũng cảm này là từ mấy năm nay kìm chế tạo nên. Giống Việt Vương Câu Tiến quân tử giấu tài trong người, chờ đợi thời cơ ra tay, càng kiềm chế càng đúc thành một Hướng Đông Tình gan dạ hơn người. Chờ tin tốt của tôi sẽ giúp cô báo thù, Tề Đẳng Nhàn chớp chớp mắt, vung tay vẫy chào rời khỏi văn phòng. Hướng Đông Tình ngồi yên tĩnh, cô ta cũng phát hiện ra tâm tính bản thân bên ngoài khác biệt, cái cảm giác thoải mái khó có được, cái cảm giác vứt bỏ hết mọi thứ đánh cược làm cho cô ta sảng khoái vô cùng. Tề Đẳng Nhàn đi ra từ văn phòng Hướng Đông Tình thì nhận được cuộc gọi hỏi han của Lý Vân Uyển. Tôi nghe nói Hướng Tổng bị ám sát suýt chút nữa là mất mạng phải không? Lý Vân Uyển vội vã hỏi. Đúng vậy nhưng cũng may là có tôi ở đấy, Tề Đẳng Nhàn dương dương tự đắc nói. Anh ở cạnh cô ấy. Thế thì tốt rồi, vậy anh có bị thương không? Lý Vân Uyển hỏi. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi không sao, à, tôi hỏi một chuyện. Lý Vân Uyển, hả? Tề Đẳng Nhàn hỏi, cô biết Phương Hổ ở đâu không? Lý Vân Uyển ngạc nhiên, anh muốn làm gì? Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười lạnh lùng, từ tốn nói, tất nhiên là chém đầu anh ta rồi xách về cho Hướng Tổng hả giận. Buổi chiều trời đổ mưa lớn, nhiệt độ hạ thấp. Đúng như Tề Đẳng Nhàn nói, đêm nay trời âm u không có trăng cũng chẳng có sao. Đúng hẹn, Vương Hổ tới văn phòng của Từ Ngạo Tuyết để cùng cô ta thảo luận về việc đối phó với tập đoàn Hướng Thị. Tiếc là không diệt trừ được Hướng Đông Tinh, để cô ta thoát được một kiếp. Vương Hổ có vẻ tiếc nuối. Từ Ngạo Tuyết hơi nhíu mày. Từ khi bắt đầu có ý định thì Vương Hổ đã đề cập đến chuyện này, nhưng cô ta từ chối cho ý kiến, không ủng hộ mà cũng không phản đối.
Lũ chuột quậy phá trong trung tâm thương mại và gương mặt đầy máu chuột lần trước khiến cô ta vẫn còn hơi sợ. Nhưng Vương Hổ là tên cứng đầu lại thích chơi luật rừng, anh ta không sợ. Vương Hổ nói tiếp, tôi còn cố ý tới tập đoàn Hướng Thị một chuyến, chọc giận Hướng Đông Tinh để cô ta ra tay với tôi. Cô ta cũng có ý đó từ trước, tiếc là bị tên họ Tề ngăn lại. Nếu không có tên họ Tề thì việc đối phó với tập đoàn Hướng Thị sẽ rất dễ dàng. Nói đến đây, Vương Hổ không nhịn được mà thở dài một tiếng. Từ Ngạo Tuyết lần nữa nhướng mày thật cao, sau đó lạnh giọng, đúng là rất đáng tiếc. Thêm nữa, Tề Đẳng Nhàn cũng nằm ngoài dự kiến của chúng ta. Trong ấn tượng của cô ta, Tề Đẳng Nhàn chỉ là một tên vô dụng bị nhà họ Tề ở Đế Đô trục xuất, thậm chí còn bị Ngọc Tiểu Long từ hôn. Ngọc Tiểu Long và cô ta đều như phượng hoàng trên trời cao, Tề Đẳng Nhàn chỉ là tên cảnh ngục quèn ở một nhà tù bé nhỏ, khoảng cách giữa họ có thể nói là một trời một vực. Cô ta không thèm để Tề Đẳng Nhàn vào mắt, thậm chí còn thường nhắc tới Ngọc Tiểu Long để đả kích sự tự tin của hắn. Ai ngờ hắn lại trở thành chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản họ phân chia tập đoàn Hướng Thị. Thậm chí còn khiến cô ta phải chịu tổn thất nặng nề. Hôm qua tôi lấy được hơn 1 tỷ từ tập đoàn Hướng Thị trên thị trường chứng khoán, giờ nghĩ lại, hẳn là do anh trai của Hướng Đông Tinh đã qua đời nên cô ta mới hoảng loạn mắc lỗi. Từ Ngạo Tuyết nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói. Nếu không nhân cơ hội này giết chết cô ta thì sau này sẽ khó. Vương Hổ tiếp lời cô ta bằng giọng tiếc rẻ. Ai cũng biết chỉ cần phá bỏ chủ nghĩa nhân đạo của Hướng Đông Tinh là tập đoàn Hướng Thị sẽ tự động sụp đổ. Dù sao đám thân thích vô ơn của nhà họ Hướng cũng đều là đám ăn thịt người không nhả xương. Nếu Hướng Đông Tinh chết, tự họ sẽ chia 5 xẻ 7 tập đoàn Hướng Thị, người ngoài thậm chí không phải nhúng tay vào. Dường như Từ Ngạo Tuyết nhớ ra điều gì đó, cô ta nhìn Vương Hổ, nói nghiêm túc, nếu anh định dùng cách đó thì phải cẩn thận đừng để gậy ông đập lưng ông. Tên kia cũng không chơi luật thường, chỉ chơi luật rừng. Nếu tay súng của anh không thể giết chết họ, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho anh. Vương Hổ cười lạnh, hắn muốn ra tay với tôi lắm, nhưng cũng chẳng tìm được chứng cứ đâu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hôm nay hắn nói mấy câu ngớ ngẩn kia giữa tập đoàn Hướng Thị là để chọc giận tôi. Cũng may là tôi nhịn được, nếu không đã phải chịu thiệt rồi. Vương Hổ không phải người ngu dốt. Cẩn thận ngẫm lại những gì đã xảy ra, anh ta hiểu Tề Đẳng Nhàn muốn chọc giận anh ta để nhân cơ hội bắt giữ anh ta và giải quyết mọi chuyện. Từ Ngạo Tuyết cau mày, hắn không thể xuống tay quang minh chính đại, không có nghĩa không thể dùng ám chiêu. Anh đã quên gương mặt đầy máu chuột lần trước rồi sao? Gò má Vương Hổ giật giật, hễ nhắc đến chuyện này là anh ta thầm bực tức. Cả đời Vương Hổ đã bao giờ chịu thiệt nhiều thế đâu. Ý cô là hắn sẽ âm thầm trừ khử tôi. Vương Hổ khinh thường. Phải, Từ Ngạo Tuyết nghiêm túc gật đầu, giờ cô ta cũng khá hiểu tính cách của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn và Hướng Đông Tinh phải chịu thiệt nhiều như thế, suýt thì bị tay súng của Vương Hổ giết chết, nhất định hắn muốn trả thù. Ngày trước nhà họ Khang dây vào Tề Đẳng Nhàn ra sao, lão quản gia tên Khang Hướng Vinh có đi mà không có về thế nào, lòng Từ Ngạo Tuyết hiểu rõ. Vương Hổ không nhịn được mà cười ha ha, Từ Tổng cứ yên tâm. Sao tôi lại không biết đạo lý không nên dùng ngọc sứ đập vào mái ngói cho được? Để đề phòng mấy trò mèo của Tề Đẳng Nhàn, tôi đã nhờ quan hệ gọi sư đoàn 81 đến giúp một thời gian. Nơi này canh phòng cẩn mật, cứ 3 đến 5 bước chân lại có một trạm gác. Tôi không tin tên kia còn mọc cánh bay vào được. Nghe anh ta nói với vẻ rất tự tin, Từ Ngạo Tuyết không khỏi yên lòng. Đúng là rất an toàn nếu có sư đoàn 81. Chẳng trách Vương Hổ coi nhẹ Tề Đẳng Nhàn và những thủ đoạn lấy độc trị độc của hắn, thì ra anh ta đã phòng ngừa chu đáo từ lâu. Thế thì tôi cũng yên tâm, có điều khi ra khỏi cửa anh nên cẩn thận, chúng ta không thể đánh giá thấp tên này. Từ Ngạo Tuyết nhắc nhở. Từ Tổng cứ yên tâm, Vương Hổ cười ha ha, khuôn mặt đầy sát khí. Thằng nhãi danh đó có gan dở trò với tôi sao? Tôi sẽ cho nó biết tôi là ông nội nó. Vương Hổ vốn sinh ra trong luật rừng nên không sợ những thứ này, thậm chí anh ta còn quyết định phải chơi chết Tề Đẳng Nhàn rồi mới cho qua. Đang nói chuyện với Vương Hổ, Từ Ngạo Tuyết bỗng thấy màn hình máy tính dao động. Dòng cổ phiếu vốn mang màu xanh của tập đoàn Hướng Thị dần chuyển đỏ, hơn nữa, rất nhiều tiền vốn bắt đầu được rót vào. Cô ta không khỏi biến sắc. Hướng Đông Tinh lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Hôm qua cô ta bị tôi cướp đi bao nhiêu tiền vốn cơ mà?
Dạo gần đây cô ta còn định khai thác cảng nước sâu, dù có 10 tỷ cũng không khác gì trứng chọi với đá. Từ Ngạo Tuyết đập bàn, hai mắt mở to, lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Vương Hổ nói, chỉ là Hướng Đông Tinh đang trả đũa chuyện hôm qua thôi, cô không cần lo lắng. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, bây giờ tập đoàn Hướng thì có nghèo đến đâu thì giật gấu vá vai vẫn đủ tiền vốn phản đòn. Nghe vậy, Từ Ngạo Tuyết gật đầu như có điều suy nghĩ, thầm nhủ rằng anh ta nói cũng phải. Trước mắt Hướng Đông Tinh đang bị chèn ép quá nặng nề, nếu cô ta không phản đòn thì lòng tin vào tập đoàn Hướng thì sẽ hoàn toàn tan rã. Từ Tổng, tối nay cùng dùng bữa đi, Vương Hổ ngỏ ý mời. Không được, trong thời buổi loạn lạc này thì chúng ta nên khiêm tốn một chút. Từ Ngạo Tuyết gõ bàn, trầm ngâm. Vương Hổ bất đắc dĩ vẫy tay chào rồi bực bội rời đi, lòng không khỏi tiếc nuối, dù sao Từ Ngạo Tuyết cũng là một đại mỹ nhân nổi tiếng khắp đế đô. Nếu có thể hẹn riêng cô ta cùng ăn tối thì đương nhiên là chuyện tốt, thậm chí còn có thể phát triển đề tài sang gì đó riêng tư hơn nữa. Dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của một nhóm vệ sĩ, Vương Hổ rời khỏi chỗ của Từ Ngạo Tuyết rồi quay về doanh trại. Trong doanh trại này, cứ 3 đến 5 bước là lại gặp một trạm gác, lúc nào cũng có người trực. Muốn giết anh ta ngay trước mũi bao nhiêu cao thủ thì khó hơn lên trời. Ít nhất Vương Hổ nghĩ không một ai trên thế giới làm được. Tên họ Tề dám uy hiếp tao. Muốn giết tao à? Thử đến mà xem. Để xem những khẩu súng tự động này có bắn nát đầu mày được không? Vương Hổ quay về biệt thự, nhìn đội chiến sĩ tuần tra ngoài cửa sổ, trên mặt là nụ cười trào phúng. Nửa đêm, đúng 12 giờ, Tề Đảng Nhàn xuất hiện bên ngoài doanh trại. Giỏi trốn đấy. Hắn đứng ở đằng xa, khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên hắn có thể thoải mái dùng thân phận chuẩn tướng mà mình vừa giành được sáng nay để vào, nhưng vậy thì không ra tay được. Tề Đảng Nhàn không tùy tiện xâm nhập vào doanh trại, dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng không ngăn nổi chừng ấy súng máy và súng trường. Ngay cả người sắt cũng sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ thôi. Hơn nữa, hắn không định đối đầu với những người lính kia. Cách giết người hay nhất vẫn là âm thầm lẻn vào sát hại, chứ không phải như Triệu Tử Long. Một mình xông pha giữa vòng vây quân thù. Mưa bắt đầu rơi xuống, tiếng sấm vang lên từ phía xa xa. Tề Đảng Nhàn im lặng leo lên rào biệt thự. Tường rào rất cao, lại có cắm trông sắt, chỉ cần thoáng bất cẩn là sẽ bị cắt qua da thịt. Nhưng những động tác của hắn nhẹ nhàng tới mức không tưởng tượng được. Hai tay hắn mềm mại như chân mèo, đệm thịt đạp nhẹ lên trông sắt, cứ thế mà thoăn thoắt trèo lên. Một đội lính tuần đi ngang qua. Tề Đảng Nhàn nhảy thẳng từ trên vách tường xuống. Tiếng mưa rơi trên đất và trên lá giấu đi âm thanh được tạo nên khi hắn đáp đất, hơn nữa hắn cũng đáp đất rất nhẹ, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Hắn im lặng náu mình trong bụi cỏ, trên người mặc bộ quần áo màu xanh đen. Thực ra không nên mặc những thứ được gọi là quần áo đi đêm vào buổi tối. Vì quần áo màu đen nên khi tới gần người ta sẽ phát hiện một bóng đen nhô ra, rất dễ bại lộ. Ngược lại, những màu xanh đen hoặc lam đậm gần sát với màu đen lại là màu khó nhận ra trong đêm tối. Xung quanh thỉnh thoảng có tiếng bước chân, dù trời đang mưa nhưng các chiến sĩ tuần tra vẫn không lơ là, tố chất cực kỳ chuyên nghiệp. Bộp, bộp, bộp. Lại thêm một đội ngũ bước đều chân qua bụi cỏ trước mặt Tề Đảng Nhàn. Hắn vẫn nằm trong bụi cỏ không nhúc nhích, cứ như con rắn tiến vào kỳ ngủ đông vậy. Tốc độ hoạt động của nội tạng trong cơ thể hắn chậm dần. Nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng giảm xuống. Dù có dùng máy quét hồng ngoại cũng gần như không thể phát hiện được hắn. Trong thời khắc này hắn chỉ thở 1 hoặc 2 lần mỗi phút, tần suất tim đập chậm đến kinh người, gần như hòa làm một thể với môi trường xung quanh. Đây là quy tức thuật mà Tề Đảng Nhàn học được từ một phạm nhân, chuyên dùng để giả chết, đương nhiên cũng có thể dùng để lén lút xâm nhập. Có những cao thủ với thính lực vô cùng khủng khiếp. Nghe rõ cả tiếng bò sát trườn qua trong phạm vi 50 mét xung quanh. Với những cao thủ như vậy thì phải dùng quy tức thuật đối phó. Tề Đảng Nhàn mai phục trong bụi cỏ khoảng 2 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích, cơ thể gần như đông cứng vì nước mưa rét lạnh. Trong chớp mắt khi các chiến sĩ thay ca, hắn dùng chiêu xà bát thảo bay vút lên từ trong bụi cỏ, tốc độ hệt như rắn. Khi đã đi xa được khoảng 7-8 mét, hắn lại dùng mũi chân nhón từng bước một. Dùng chiêu xà giá phong để chạy 10 mét trong khoảng thời gian tức thì. Tốc độ của Tề Đảng Nhàn cực kỳ nhanh lẹ, chỉ thoáng chốc đã tới chỗ biệt thự cao vút giữa sân. Cả người hắn dán sát vào tường rồi bắt đầu leo lên.
Vách tường thẳng đứng chẳng là gì so với hắn, hắn bỏ nhanh như một con thằn lằn cỡ đại. Nếu có người nhìn thấy biểu hiện của hắn đêm nay, chỉ sợ họ sẽ cảm thấy hắn không phải người mà là sinh vật ngoài hành tinh thuộc họ bò sát. Tới nơi, Tề Đẳng Nhàn nhắm mắt, loáng thoáng nghe được tiếng cười của Vương Hổ. Anh ta đang gọi điện. Ha ha ha, thằng ngu ngốc họ Tề còn dám uy hiếp tôi, bảo tôi phải giữ mình cho cẩn thận. Chắc chắn có nằm mơ nó cũng không tưởng tượng được là tôi sẽ trốn vào doanh trại của sư đoàn 81. Tôi muốn xem, nó định lấy đầu tôi thế nào. Giọng điệu đắc ý của Vương Hổ lọt cả vào tai Tề Đẳng Nhàn. Anh ta không biết tử thần đã lặng im giáng xuống và có thể tước đoạt đi sinh mệnh anh ta bất cứ lúc nào. Tề Đẳng Nhàn dựa vào âm thanh để định vị căn phòng mà anh ta đang ở. Hướng Đông Tinh thoát được một lần, đó là do cô ta may mắn. Lần này tôi không cho người đi giết cô ta nữa, tôi sẽ giết lão quản gia tên A Phúc đó. Lão quản gia tên A Phúc đó là người mà cô ta coi trọng nhất trong thời điểm này, nếu lão bị chúng ta giết thì chắc chắn cô ta sẽ nổi điên lên. Một khi đã nổi điên, xung quanh cô ta chỉ toàn lỗ hổng. Chúng ta có rất nhiều cách xử lý cô ta thật gọn gàng. Vương Hổ nói bằng giọng chắc chắn. Những lời ấy khiến Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, sát ý trong lòng càng lúc càng sâu đậm. Một tên cặn bã không biết điểm dừng, dám gây ra những hành vi độc ác thế kia trong lúc một người đang phải an táng anh trai, ngay trên vị trí chôn cất cha mẹ người đó. Thậm chí anh ta còn dương dương tự đắc, chuẩn bị sai người đi giết chết một ông lão vô tội. Về tình về lý, tao đều không thể buông tha cho mày. Tề Đẳng Nhàn híp mắt, giữa đêm đen, hai mắt hắn tỏa ánh sáng xanh như tròng mắt sói. Tề Đẳng Nhàn nhảy xuống mái nhà. Nương theo tiếng sấm mà đáp xuống một cây đại thụ ở ngay bên cạnh. Sau đó hắn lại trèo xuống đất, tựa lưng vào thân cây để né tránh một đội chiến sĩ tuần tra. Trong nháy mắt, Tề Đẳng Nhàn chạy vọt ra, tạch, 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 Triệu Yến Tử Tam Sao Thủy giúp chân hắn gần như không chạm đất, vừa chớp mắt đã tới bên hông tòa biệt thự. Thôi cúp máy nhé, tôi về phòng ngủ đây. Tôi muốn xem bản mặt của bè lũ Hướng Đông Tinh khi không hạ bệ nổi tôi sẽ thế nào. Vương Hổ vừa đắc ý nói vừa bước vào phòng. Tề Đẳng Nhàn cười mỉm, lặng lẽ leo lên cửa sổ tầng 2 rồi lấy ra một sợi dây thép. Cửa sổ của biệt thự được xây theo kiểu đóng ra mở vào truyền thống, khi đóng thì phải hạ then cài xuống mới khóa cứng lại được. Tề Đẳng Nhàn cắm sợi dây thép vào giữa khe hở, nhẹ nhàng đẩy nó lên trên, móc lấy then cài. Hắn uốn cổ tay rồi hất một cái, then cài cửa văng ra ngay lập tức. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ. Vương Hổ cau mày quay lại, chỉ thấy cánh cửa kính khung gỗ theo kiểu truyền thống đã mở toang và liên tục đập rầm rầm vào nhau vì gió thổi. Ở đây an toàn thì có an toàn thật, nhưng cơ sở vật chất cũ kỹ quá. Anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, bước tới cạnh cửa sổ. Vương Hổ giơ tay nắm lấy hai bên cánh cửa rồi kéo vào trong, chuẩn bị khép kín lại. Bỗng một bàn tay vươn ra từ bên dưới. Nó túm lấy anh ta nhanh như chớp. Vương Hổ còn chưa kịp định thần đã bị bàn tay kia bóp chặt nửa khuôn mặt, xương hàm kêu răng rắc. Ngay sau đó, anh ta chứng kiến cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Chủ nhân của bàn tay ấy là Tề Đẳng Nhàn xuất hiện, đẩy mạnh một cái, ấn anh ta vào phòng. Hắn dùng đầu gối đè chặt lên ngực Vương Hổ, ép anh ta nằm vật ra đất, ánh sáng xanh lục ẩn hiện trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Trông hắn đáng sợ như một con quỷ bò ra từ địa ngục. Cả người Vương Hổ run lên bần bật, trong cổ họng anh ta phát ra những âm thanh kỳ quái. Thông thường, chỉ những người đang nằm trong trạng thái rất sợ sệt mới có thể phát ra âm thanh tương tự thế này. Miệng anh ta bị Tề Đẳng Nhàn bóp chặt, anh ta chỉ đành ú ớ trong họng, cả người không ngừng run lên. Ngạc nhiên quá phải không? Chuyện tao sẽ xử mày ngay trong doanh trại quân đội ấy. Muốn trách thì đành trách mày làm ăn không có tình người. Không biết điểm dừng nằm ở đâu. Trong tay Tề Đẳng Nhàn đã có thêm một con dao găm sắc nhọn, hắn cúi đầu, nhìn Vương Hổ đang bị mình khống chế chặt chẽ. Trong mắt anh ta đầy hối hận, anh ta liên tục lắc đầu, từ những âm thanh trong cổ họng có thể lờ mờ nhận ra đó là ba chữ tôi xin lỗi. Giờ mới xin lỗi thì quá muộn rồi, nếu tao không giết mày, mày sẽ sai người đi trừ khử Bác Phúc. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu rồi dí dao găm vào ngực Vương Hổ. Vương Hổ cảm nhận được mũi dao lạnh như băng đã đâm xuyên lớp quần áo, dí vào da thịt, lạnh lắm. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến anh ta như muốn phát điên,
nước mắt lập tức trào khỏi tuyến lệ. Tề Đẳng Nhàn không hề dao động, bàn tay phải cầm dao găm của hắn vẫn vững vàng hệt như lúc xử bắn tù nhân, hắn thong thả đâm vào tim Vương Hổ. Hắn đâm rất chậm, chọn một góc độ rất danh ma để máu không phun tung tóe ra ngoài. Vương Hổ cảm nhận được những cơ thịt trên ngực mình bị lưỡi dao sắc bén kia cắt đứt từng chút một, cảm giác lạnh như băng thấu tận xương tủy đủ để khiến một người phát điên. Anh ta dùng mình mạnh tới nỗi như đang run rẩy, bắt đầu hối hận vì những quyết định ngu ngốc của bản thân. Lẽ ra anh ta nên sống thành thật. Lẽ ra anh ta nên nghe lời từ Ngạo Tuyết. Nhưng muộn rồi, anh ta không còn cơ hội ăn năn hối hận thêm một lần nào nữa. Xì xì. Vương Hổ nghe rất rõ âm thanh con dao găm bóc tách từng lớp thịt, sau đó là tổ chức mạch máu nằm dưới da. Bàn tay của Tề Đẳng Nhàn vẫn rất vững vàng, dù sắc mặt Vương Hổ có thay đổi nhiều đến đâu thì hắn vẫn thản nhiên tiếp tục. Cuối cùng con dao găm cắm ngập vào chính giữa ngực Vương Hổ. Anh ta giãy giụa kịch liệt, máu chảy ra giữa các kẽ ngón tay như dòng nước suối, giai đoạn giãy giụa điên cuồng này đã sắp chấm dứt. Tề Đẳng Nhàn vẫn cứ nhìn chằm chằm Vương Hổ. Rồi hắn nói bằng giọng chậm rãi, tao không chấp nhận lời xin lỗi của loại người như mày, trách nhiệm của tao là đưa loại người như mày xuống địa ngục, còn có tha lỗi cho chúng mày hay không thì đó là vấn đề của Thượng Đế. Đến khi Tề Đẳng Nhàn nói xong câu nói ấy, đồng tử của Vương Hổ đã giãn ra. Kẻ kiêu hùng bậc nhất thành phố Trung Hải đã chết như thế đấy. Tề Đẳng Nhàn rút dao găm, tiện tay cắt đầu Vương Hổ xuống rồi cởi áo khoác của anh ta buộc cái đầu vào bên eo mình. Máu chảy tí tách từ hông Tề Đẳng Nhàn xuống đất. Hắn đứng dậy, mặt không biểu cảm, nhảy từ cửa sổ biệt thự xuống đất. Đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện trong mưa, cao gầy và xinh đẹp. Ngọc Tiểu Long, Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, cơ bắp trên mặt nhúc nhích, răng hắn va vào nhanh tạo thành những tiếng cạch cạch. Chỉ trong giây lát, cả gương mặt hắn đã thay đổi, từ bộ dạng đẹp lãng tử mà lười nhác lúc đầu đổi thành một tên miệng chuột tai khỉ, xấu xí hèn mọn. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, thật to gan, dám xông vào doanh trại quân đội giết người giữa đêm hôm khuya khoắt. Để ta xem ngươi là thần thánh phương nào. Nói xong câu này, cơ thể cô như sấm dậy, đùng một tiếng, những giọt nước trên đất bắn tung lên, biến thành một bức màn bằng nước. Ngọc Tiểu Long như một con rồng nước mạnh mẽ, trong nháy mắt đã nhảy tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, cô giơ tay, ra một chiêu pháo quyền vào giữa lông mày hắn. Đại Vũ tại hạ. Cú đấm của Ngọc Tiểu Long khiến nước mưa như bị bốc hơi, giữa không khí có mùi kỳ quái như lửa đốt. Quyền ý thật là mạnh mẽ, công lực của cô gái này không đơn giản, không ngờ cô ta lại tiến bộ nhiều như thế chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tề Đẳng Nhàn không khỏi thầm kinh ngạc. Quyền ý cũng như đao ý và kiếm ý, nghe thì thấy mơ hồ nhưng thực ra lại rất dễ giải thích. Khi đánh quyền, con người phải dung nhập cả tinh thần và tinh khí. Ví dụ, muốn đánh theo lối hổ hình thì phải tạo ra cảm giác mạnh như mãnh hổ, không chỉ cần uy lực mạnh mẽ mà còn phải có sức uy hiếp khiến lòng người kính sợ. Nếu hổ hình bá đạo mà được thi triển như vuốt mèo cào thì cảm giác sẽ rất khác. Pháo quyền của Ngọc Tiểu Long rất đơn giản, tốc độ cực kỳ nhanh mà quyền ý lại rất đơn thuần, thực sự như một ngọn pháo được khởi động, cú đấm mang theo cả gió và sét. Hô! Ngọc Tiểu Long nghe rõ tiếng người kia hít thở, không thô nặng, cảm giác rất mềm và dài. Chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn không né mà cũng không tránh, đài thân trưởng bất chợt được kích hoạt ở những bộ vị nằm chính giữa thân thể, đến khi chạm tới bộ vị nằm trên yết hầu, hắn bỗng ngửa tay đấm lên trên. Bốp! Hai nắm đấm chạm vào nhau, cánh tay Ngọc Tiểu Long lập tức run lên như có điện giật, cơ thể cô vặn vẹo, linh hoạt vô cùng. Tay cô căng ra như một cây roi sắt, giáng thẳng xuống từ không trung. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, sức lực quá lớn. Các đòn đánh của Ngọc Tiểu Long đều bá đạo và cứng như sắt thép, thế đánh mạnh mẽ lại hung hãn, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của chiến sĩ tuần tra. Tề Đẳng Nhàn giơ tay, năm ngón mở ra, bỗng dùng chiêu Vân Long thám chảo để bắt lấy cổ tay của Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long bèn nâng cánh tay còn lại, eo hông khẽ xoay, bộp một tiếng, lại thêm một đòn. Cách chiến đấu của cô gái này cũng giống hệt bản thân cô ta, quả là bá đạo. Tề Đẳng Nhàn thầm kêu lên trong lòng. Cơ thể Ngọc Tiểu Long lại lần nữa uốn lượn, bổ xuống một đòn, hai ngôi sao hình rồng trên vai cô lập lòe giữa đêm tối, vô cùng thu hút. Nước mưa chảy xuống cánh tay cô, không vỡ nát mà lại bắn ra trong tình trạng hoàn toàn nguyên vẹn. Bốp! Tề Đẳng Nhàn rụt hai tay, dùng thế hổ bão đầu để bảo vệ mũi và má mình,
trông rất giống một con hổ to đang dùng móng vuốt rửa mặt. Ngọc Tiểu Long dùng cánh tay như roi của mình đập vào tay Tề Đẳng Nhàn, phát ra từng tiếng bốp bốp trầm đục. Không đánh trả à, cô bỗng thấy có gì đó không thích hợp. Kể từ khi tên đàn ông có khuôn mặt đáng khinh này và mình chạm mặt nhau, rõ ràng hắn có năng lực đánh trả nhưng lại chọn cách phòng thủ từ đầu đến cuối mà không tấn công một lần nào. Nếu muốn làm rùa rụt cổ thì để ta đánh nát mai rùa của ngươi. Ngọc Tiểu Long hừ lạnh, mũi chân nhón trên đất, nhảy lên cao, xoay một vòng giữa không trung rồi hạ một quyền thẳng xuống. Cú đấm này của cô cứ như một cái cối xay khổng lồ giáng xuống từ trên bầu trời, muốn kết thúc sinh mạng của kẻ kia. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, Tề Đẳng Nhàn đã chuyển động. Hắn co tròn người lại như một quả trứng gà rồi lăn đi. Ngay sau đó, cơ thể hắn lần nữa bung ra, lưng cựa quậy, sức mạnh bùng nổ ở cơ bắp hai chân, lao thẳng về phía trước như một con ngựa chiến. Muốn chạy à, Ngọc Tiểu Long giận dữ. Cú đấm ban nãy của cô ít nhiều gì cũng cần tụ lực. Cô không ngờ tên này lại gian xảo và nhạy bén tới mức nắm bắt được khoảng thời gian cô cần để tụ lực và nhân lúc đó chạy trốn chỉ trong nháy mắt. Cuối cùng những âm thanh ở đây vẫn kinh động đến các chiến sĩ tuần tra. Tề Đẳng Nhàn chạy về phía trước, đúng lúc chạm mặt một đội chiến sĩ vác súng trường. Đệt, gặp rắc rối lớn rồi. Hắn thầm chửi một tiếng trong lòng, lại có người lăn sang hướng khác. Các chiến sĩ phản ứng rất nhanh. Tất cả cùng kéo chốt an toàn rồi xả súng về phía hắn. Tiếng súng nổ vang trong sân, ánh súng lập lòe, sáng rực cả bầu trời đêm rộng lớn. Vèo, vèo, vèo. Tề Đẳng Nhàn nghe rõ tiếng đạn sượt qua tai, sự nguy hiểm rõ rệt khiến hắn cũng phải sởn tóc gáy. Tốc độ của hắn bỗng chốc nhanh hơn, tấm lưng căng chặt, cơ thể né trái né phải linh hoạt như một con rắn nước giữa sân vườn. Sau đó hắn tới chỗ tường rào, vươn người nhảy lên trên đó. Ngọc Tiểu Long cũng đuổi theo, dùng sức nhảy mạnh, kết quả vừa bám được vào đầu tường đã thấy Tề Đẳng Nhàn xoay người lại. Không xong, mình vội quá rồi. Ngọc Tiểu Long thầm hoảng hốt và kinh ngạc, cô đang treo mình giữa không trung, nếu kẻ kia muốn sát hại cô thì cô rất khó chống cự được. Tề Đẳng Nhàn đấm thẳng vào đầu Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long giơ tay ôm lấy đỉnh đầu, bị nắm đấm kia đánh trúng. Cơ thể vẫn còn đang ở giữa không trung bỗng nhiên khựng lại rồi rơi xuống. Bị cú đấm của Tề Đẳng Nhàn đấm cho rơi thẳng xuống tường. Khi Ngọc Tiểu Long ngước lên, Tề Đẳng Nhàn đã biến mất. Rất nhiều chiến sĩ cầm súng chạy tới sau lưng cô. Ngọc tướng quân, ngài không sao chứ? Mọi người vội vàng hỏi thăm tình hình của Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long nhìn xuống, đã có mấy chiếc xe jeep xuất phát từ doanh trại để đuổi theo kẻ đột nhập. Cô khẽ lắc đầu, rất khó để bắt kịp một cao thủ tầm cỡ thế kia trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt. Cơn mưa sẽ xóa sạch mọi dấu vết. Tôi không sao, các anh không cần đuổi theo đâu. Với tình hình này thì các anh sẽ không bắt được một cao thủ ở trình độ như thế. Ngọc Tiểu Long nói, đừng phí sức. Dù có là cô tự mình đuổi theo thì chỉ sợ cũng không tìm được. Mọi người đều sửng sốt, sau đó thấy cũng hợp lý, dù sao đó cũng là bậc cao thủ mà đến Ngọc Tiểu Long cũng không thể cầm chân được. Nếu người của họ đuổi theo thì hơn phân nửa sẽ trắng tay quay về mà thôi. Chỉ cần nhìn khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy là biết, bao nhiêu khẩu súng trường đồng thời khai hỏa cũng không thể cầm chân hắn ta, có thể hiểu hắn ta đáng sợ đến mức nào. Vẻ trầm tư hiện lên trong mắt Ngọc Tiểu Long, đối phương luôn phòng thủ trong thế bị động mà lại không chủ động tấn công một lần nào, có phải vì hắn sợ bị mình nhận ra? Nhưng cô đã nhìn rõ gương mặt của kẻ ấy rồi mà. Cô chưa từng gặp gỡ một ai tương tự như thế. Chẳng lẽ hắn đã thay đổi khuôn mặt và dáng người vốn có của bản thân? Ngọc Tiểu Long nhíu mày. Đúng lúc đó, tiếng kinh hô của một chiến sĩ khiến Ngọc Tiểu Long bừng tỉnh. Ngọc tướng quân, ngài Vương Hổ đã bị người ta giết chết rồi. Ngọc Tiểu Long cau mày, lập tức đổi hướng chạy về phía biệt thự giữa doanh trại nơi Vương Hổ đang trú tạm. Từ khi bước vào doanh trại này, cô đã ngửi thấy mùi máu tươi như có như không giữa màn mưa hỗn loạn, nhưng lúc này mới thử tìm nguyên nhân. Không ngờ đúng là đã có chuyện, thực sự có người to gan lớn mật đến mức dám xông vào ngay giữa doanh trại quân đội để giết người. Vừa vào phòng Vương Hổ, Ngọc Tiểu Long lập tức cau mày thật chặt. Ngay cả những binh lính đã được huấn luyện đầy đủ xung quanh cũng thấy kinh tởm và buồn nôn khi chứng kiến cảnh tượng này. Thi thể của Vương Hổ nằm trên đất, máu chảy ròng ròng, cái đầu của anh ta đã không cánh mà bay. Đừng phá hủy hiện trường,
thử xem có tìm được dấu vân tay nào hay không. Một trưởng quan trầm giọng nói. Không cần phí sức, một cao thủ như kẻ đó sẽ không để lại dấu vân tay. Ngọc Tiểu Long lại lắc đầu. Nếu đã nâng cao trình độ của bản thân đến một mức độ nào đó thì sẽ kiểm soát được lỗ chân lông khắp cơ thể, lông tóc cũng không rụng, có muốn tìm một cọng lông cũng chẳng dễ gì đâu. Bỏ đi. Nói xong câu này, cô cũng cụt hứng, bèn xoay người sang phía khác rồi rời khỏi căn phòng đó. Cô lấy điện thoại ra bấm số của Từ Ngạo Tuyết. Sao thế Tiểu Long, muộn thế này cậu còn gọi cho tớ làm gì vậy? Từ Ngạo Tuyết tò mò hỏi, cũng không có vẻ bất mãn khi đang ngủ mà bị đánh thức. Đó là vì cô ta gần như chưa bao giờ nhận được điện thoại từ Ngọc Tiểu Long vào lúc muộn thế này. Chỉ có một nguyên nhân khiến Ngọc Tiểu Long gọi điện cho cô ta vào giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Ngọc Tiểu Long trầm giọng nói, Vương Hổ chết rồi. Cái gì? Từ Ngạo Tuyết khiếp sợ, âm điệu cũng biến đổi. Ngọc Tiểu Long thâm trầm đáp, không sai, anh ta chết rồi. Tớ đã tận mắt nhìn thấy, đầu anh ta bị chặt mang đi. Từ Ngạo Tuyết không kìm được mà hít vào một hơi thật sâu, ngay cả da đầu cũng rét lạnh. Một lúc sau cô ta thốt nên lời, chẳng phải anh ta nói anh ta đã trốn vào doanh trại quân đội rồi hay sao? Đừng bảo anh ta ra ngoài nên mới bị người ta chớp thời cơ giết hại đấy nhé. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, anh ta chết trong doanh trại quân đội, ngay tại phòng riêng của anh ta. Tay chân Từ Ngạo Tuyết lạnh toát, khi Vương Hổ nói anh ta đang trốn trong doanh trại quân đội, cô ta cũng có cảm giác đối phương rất an toàn, chắc chắn không ai có thể làm gì được anh ta. Nhưng cô ta không thể ngờ được rằng họ vừa mới trò chuyện cùng nhau lúc chiều nay, thế mà đến buổi tối anh ta đã bị người ta chặt đầu. Thủ đoạn này quá kinh khủng. Chẳng lẽ là Tề Đẳng Nhàn? Tên đó đã cảnh cáo Vương Hổ, nói rằng anh ta nên cẩn thận mà giữ lấy cái đầu anh ta. Kết quả là vừa đến tối đầu Vương Hổ đã bị chặt mất. Từ Ngạo Tuyết kinh hãi nói. Cô ta có cảm giác ngay cả chỗ ở hiện tại của mình cũng không còn an toàn nữa. Ngọc Tiểu Long nhíu mày rồi trả lời, không biết có phải là hắn không, tớ không xác định được, vì tối nay tớ đã thấy mặt hung thủ. Gương mặt đó hoàn toàn khác. Từ Ngạo Tuyết vừa nghĩ đã thấy miệng đắng lưỡi khô. Cậu nên tìm một nơi an toàn mà trốn đi, cẩn thận gặp phải chuyện gì bất chắc. Ngọc Tiểu Long nói. Từ Ngạo Tuyết cũng hít một hơi sâu. Đáp lại, Vương Hổ đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu với hướng Đông Tinh nên mới gặp chuyện bất chắc. Tớ chưa làm gì quá phận, hẳn họ sẽ không đối xử với tớ bằng biện pháp mạnh như thế. Từ Ngạo Tuyết thoáng bình tĩnh lại, cô ta không sử dụng những thủ đoạn quá quyết liệt, hơn nữa còn có xuất thân là tiểu thư nhà họ Từ ở Đế Đô. Nếu những người kia đối phó với cô ta bằng cái cách họ đã xử lý Vương Hổ thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Dù đối phương có năng lực cao cường đến đâu cũng không chống đỡ nổi mưa sa bão táp sắp sửa ập đến trước mặt. Có điều tớ vẫn sẽ cẩn thận, phòng khi có ai đó bí quá hóa liều, chó cùng rứt dậu. Từ Ngạo Tuyết lại nói thêm một câu. Ngọc Tiểu Long khẽ ừ một tiếng, cậu nghỉ ngơi sớm đi, cũng nên tính toán xem phải đối phó với phản ứng của những người ngoài ra sao khi họ biết tin Vương Hổ bị giết chết. Từ Ngạo Tuyết chợt thấy lòng mình chua chát. Ban ngày Vương Hổ vừa tới tập đoàn Hướng Thị Diễu Võ Dương Oai, đến tối anh ta đã bị kẻ khác chặt đầu, nếu chuyện này bị truyền đi thì chỉ sợ những người thuộc phe cô ta sẽ bàng hoàng lo lắng. Doanh trại quân đội phản ứng rất nhanh, họ lập tức dọn dẹp hiện trường. Tuy Ngọc Tiểu Long đã nói vậy nhưng họ vẫn mời chuyên gia giám định tới điều tra thử một lượt, kết quả là không tìm thấy nổi một cọng lông. Thủ pháp này, chậc chậc chậc, một nhát dao hạ xuống. Tài tình tránh khỏi hai mạch máu dễ khiến máu phun trào nhất, sau đó đâm thẳng vào trái tim, máu không bắn ra lấy một giọt. Bác sĩ khám nghiệm tử thi vừa xem xét thi thể vừa không nhịn được mà cất lời khen ngợi. Những người làm trong nghề này ít nhiều gì cũng có bệnh về tâm lý, trông thấy thủ pháp giết người tuyệt diệu và xuất sắc thì cũng có chút ngưỡng mộ hung thủ. Vào khoảnh khắc ấy, Tề Đẳng Nhàn đã mang đầu Vương Hổ đến trước cổng nhà của Hướng Đông Tinh. A Phúc ra mở cửa. Trông thấy bộ dạng ướt như chuột lột của hắn thì hoảng hốt, Tề Tổng, anh đã đi đâu vậy? Chuyện này khiến A Phúc rất ngạc nhiên. Dù sao cũng là Tề Đẳng Nhàn gõ cửa vào lúc đêm hôm khuya khoắt, cả người hắn còn ướt như chuột lột. Máu chảy ra từ bọc quần áo được buộc cạnh thắt lưng Tề Đẳng Nhàn cũng ngấm nước mưa, đang tí tách nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Nghe xong câu hỏi của A Phúc, Tề Đẳng Nhàn cười ha ha rồi bảo ông ấy, gọi Hướng Đông Tinh ra đây. A Phúc không dám thất lễ, chỉ sợ có chuyện gì gấp gáp, bèn vội vàng gọi Hướng Đông Tinh ra gặp.
Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Hướng Đông Tinh ngẩn ra rồi nhíu mày hỏi hắn, trên thắt lưng anh có cái gì kia? Tôi không dám cho cô xem đâu, miễn cho cô phải sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn cười nhe răng rồi bình tĩnh trả lời. Hơi thở của Hướng Đông Tinh nhanh hơn một nhịp, trong lòng cô ta cũng mơ hồ đoán được đó là gì. Cô ta im lặng trong chốc lát rồi nói, đợi tôi vài phút, tôi sẽ thay quần áo rồi chúng ta phải lập tức đi ngay. A Phúc ngạc nhiên hỏi, đi, đã muộn thế này mà hai người còn muốn đi đâu nữa? Hướng Đông Tinh không trả lời, chỉ quay vào bên trong rồi nhanh chóng thay một bộ quần áo khác. Sau đó Tề Đẳng Nhàn ngồi trên xe để cô ta trở tới nghĩa địa công cộng. Uống một ít đi cho ấm người, Hướng Đông Tinh lấy ra một bình rượu đưa cho Tề Đẳng Nhàn rồi nói. Tề Đẳng Nhàn cúi xuống nhìn, ái chà, khá lắm, rượu Mao Đài 50 năm. Cái cô Hướng Đông Tinh này đúng là hào phóng thật. Hắn mở nắp bình, không nói hai lời mà lập tức uống ửng ực ba ngụm thật lớn. Ba ngụm rượu trôi xuống bụng, làm nóng rát cả yết hầu, dường như có một dòng nước ấm chảy ngập vào trong dạ dày khiến nhiệt độ khắp người hắn bắt đầu từ từ tăng cao. Tiếc là không có món gì nhắm rượu, Tề Đẳng Nhàn chép miệng, thở dài nói. Khoai tây chiên này, ăn tạm đi. Hướng Đông Tinh tiện tay ném sang một bịch khoai tây chiên rồi thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn thẳng. Tề Đẳng Nhàn cứ thấy sai sai, rượu Mao Đài 50 năm mà nhắm cùng khoai tây chiên, có cảm giác hơi giống cái hồi Bàng Tú Vân ăn tôm ngâm rượu hồi trước, đúng là phí của trời. Tề Đẳng Nhàn nhai khoai tây chiên rôm rốp, thỉnh thoảng lại thu một ngụm rượu, cả người nhũn ra, ngồi tựa lưng vào ghế trong tư thế thoải mái cực kỳ. Vương Hổ trốn trong doanh trại quân đội mà anh vẫn giết được hắn ta, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tôi còn nghĩ anh phải mất mấy ngày mới xong chuyện và cũng sẽ không ra tay ở một nơi như doanh trại quân đội cơ đấy. Hướng Đông Tinh không nhịn được mà cảm thán, thậm chí cô ta còn rất tò mò muốn biết tại sao Tề Đẳng Nhàn lại có thể làm được. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười rồi đáp, tôi đã đồng ý với cô rồi, cô muốn nội trong đêm nay phải có đầu của hắn ta để làm lễ tế thì chắc chắn tôi sẽ không thất hẹn. Hai mắt của Hướng Đông Tinh khẽ co giật, nhưng cô ta cũng chẳng nói gì thêm. Họ nhanh chóng đến ngọn núi nơi có nghĩa địa công cộng. Vừa xuống xe, Tề Đẳng Nhàn đã lập tức cởi bọc quần áo, một cái đầu người đẫm máu rơi ra, lăn lông lốc rồi dừng lại trước mộ của cha mẹ Hướng Đông Tinh. Lúc này mưa đã sắp ngừng rơi, chỉ còn vài hạt mưa lác đác. Hướng Đông Tinh nắm chặt lấy áo khoác, thắp vài nén hương rồi cắm xuống trước mộ của cha mẹ mình và mộ của Hướng Đông Lôi. Hôm nay con đã để người ngoài quấy rầy giấc ngủ của mọi người, sau này hắn ta sẽ không thể làm phiền cha mẹ và anh nữa, xin mọi người hãy yên tâm. Hướng Đông Tinh ngồi xổm trước mộ, thấp giọng thì thầm. Cái đầu của Vương Hổ có vẻ vô cùng dữ tợn, miệng anh ta há thật to, đôi mắt trợn trừng ứ máu, chết không nhắm mắt. Nhưng dường như Hướng Đông Tinh không chỉ không sợ mà còn rất lạnh lùng. Tề Đẳng Nhàn tựa vào một bia mộ cạnh đó, ăn nốt bịch khoai tây chiên đang dở. Gió núi thổi vi vu, mưa vẫn chưa tạnh hẳn, khắp nghĩa địa có vẻ âm u và tràn ngập cảm giác quỷ dị đến lạ thường. Hơn nữa, tiếng Tề Đẳng Nhàn ăn khoai tây chiên nghe còn hơi giống tiếng xác sống đang gặm xương người dưới mộ. Cha mẹ cứ yên tâm, con sẽ làm thật tốt những việc con nên làm. Con sẽ không để bất cứ ai làm phiền cha mẹ nữa. Hướng Đông Tinh đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt lên tấm bia lạnh lẽo, dường như đang cố tìm lại chút độ ấm quen thuộc ngày xưa. Cô ta im lặng chốc lát rồi quay đầu hỏi Tề Đẳng Nhàn, phải làm gì với cái đầu này đây? Tề Đẳng Nhàn cười cười, cứ chôn xuống mộ của Hướng Đông Lôi đi, hôm nay chính cái thằng Vương Hổ này đã quấy rầy anh ta mà, dùng để tế bái anh ta là vừa đẹp. Hướng Đông Tinh từ chối đưa ra ý kiến. Tề Đẳng Nhàn đẩy tảng đá niêm phong mộ ra rồi dùng một cước đạp đầu Vương Hổ xuống. Sau đó hắn lại đẩy tảng đá về chỗ cũ. Hướng Đông Tinh nhìn những động tác ấy mà bất đắc dĩ mỉm cười, ngay cả trong ánh mắt của cô ta cũng lộ ra chút cảm tình ấm áp. Dĩ nhiên cô ta biết việc Tề Đẳng Nhàn xông vào doanh trại quân đội giữa lúc đêm khuya để giết chết Vương Hổ là khó khăn và nguy hiểm đến mức nào. Thế nhưng hắn vẫn làm được, vẫn tuân thủ lời hứa lúc ban ngày, đây là một chuyện rất đáng quý. Tôi rất biết ơn anh làm tốt lắm. Nếu không phải anh đã có bạn gái thì hẳn tôi sẽ xem xét. Hướng Đông Tinh khích lệ Tề Đẳng Nhàn, người ta đã đội mưa đội gió để mạo hiểm làm việc cho ta cũng nên an ủi hắn một chút. Tề Đẳng Nhàn quay đầu đáp, việc tôi đã có bạn gái thì liên quan gì đến việc cô muốn ở bên tôi?
Tâm trạng đang rất tốt đẹp của Hướng Đông Tinh suýt thì bị những lời này phá hỏng, cô ta tự dưng muốn đạp cái tên đàn ông cặn bã này xuống dưới mộ rồi chôn cất hắn đủ 100 năm. Không sao, tôi không để ý thì cô cũng không cần để ý. Tề Đẳng Nhàn cười hi hi. Sao anh không đi chết luôn đi? Hướng Đông Tinh hỏi lại, ngoài cười mà trong không cười, lập tức xoay người bỏ đi. Tề Đẳng Nhàn cũng không dám chọc giận cô ta thêm nữa, cô ta giữ chìa khóa xe, nếu bị vứt lại ở chỗ rừng núi hoang vu này thì hắn cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được đường về. Hai người cùng đi xuống núi. Đột nhiên một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, không biết con cú vọ ở nơi nào kêu lên một tiếng. Hướng Đông Tinh giật mình sợ hãi, hét lên một tiếng chói tai, quay lại chui thẳng vào trong ngực Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn ngẩn ra rồi bật cười, nói tôi còn tưởng Hướng Tổng không sợ trời không sợ đất, hóa ra vẫn biết sợ ma. Hướng Đông Tinh không sợ mới lạ đấy, hơn nửa đêm cô ta mang đầu vương hổ đến tế cha mẹ và Hướng Đông Lôi, khung cảnh nơi này âm u tăm tối như vậy, tự dưng lại có tiếng kêu kỳ lạ vang lên, chẳng lẽ cô ta có thể không sợ hay sao? Có điều Hướng Đông Tinh cũng phản ứng lại rất nhanh, cô ta lập tức kéo giãn khoảng cách giữa mình và Tề Đẳng Nhàn. Làm gì có cô gái nào không sợ cơ chứ? Hướng Đông Tinh hùng hồn hỏi, cây ngay không sợ chết đứng. Thì Ngọc Tiểu Long, Tề Đẳng Nhàn nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Hướng Đông Tinh ngẩn người, trợn mắt nhìn sang phía khác. Con mẹ nó, trên đời này có mấy Ngọc Tiểu Long? Trên thế giới có mấy người phụ nữ có thể so được với Ngọc Tiểu Long chứ? Lên xe, Hướng Đông Tinh vứt chìa khóa cho Tề Đẳng Nhàn, bảo hắn đưa mình về nhà trước rồi hắn quay lại nhà riêng của hắn. Tề Đẳng Nhàn cau mày hỏi, tôi vừa mới uống rượu, cô muốn hại tôi đấy à? Hướng Đông Tinh híp mắt cười, tên đàn ông cặn bã khốn kiếp gặp tai nạn giao thông, chắc nhà nhà đều vui mừng đấy chứ. Tôi sẽ thắp cho anh thêm mấy nén nhang. Tề Đẳng Nhàn bực bội thầm nghĩ, lấy oán trả ơn sao? Có điều hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi không hề nhỏ từ phía Hướng Đông Tinh. Lúc trước cô ta chẳng có cảm xúc gì, bao giờ cũng nghiêm mặt, không tùy tiện nói cười, giờ đã biết nói đùa với hắn. Cô ta đã buông bỏ được nhiều thứ. Cũng đã trở nên sáng sủa và vui tươi hơn nhiều. Với tư cách bạn bè, Tề Đẳng Nhàn thấy vui thay. Ngày mai, tổng tiến công, Hướng Đông Tinh bỗng lên tiếng. Được, Tề Đẳng Nhàn đáp. Hướng Đông Tinh quay sang nhìn hắn. Chân thành nói, anh cũng nên cẩn thận một chút. Tề Đẳng Nhàn biết cô ta đang sợ phía Từ Ngạo Tuyết bị dồn vào thế bí sẽ chơi chiêu chó cùng rứt dậu, bắt đầu phá hủy chủ nghĩa nhân đạo của hắn. Dù sao chỉ khi hắn chết thì tập đoàn Hướng Thị mới thua. Tề Đẳng Nhàn đưa Hướng Đông Tinh về nhà, sau đó lái xe của cô ta quay lại Sơn Trang Vân Đỉnh. Đêm đã rất khuya, Tề Đẳng Nhàn vừa ngáp vừa bước vào nhà. Hắn phát hiện Lý Vân Uyển đang ngồi trong phòng khách đợi mình. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng hiển nhiên thôi, Tề Đẳng Nhàn muốn bắt Vương Hổ, chuyện này khiến Lý Vân Uyển có đôi chút lo lắng. Dù sao Vương Hổ cũng đã trốn vào trong doanh trại quân đội mà. Cô ta không dám gọi điện cho Tề Đẳng Nhàn, vì cô ta sợ mọi chuyện sẽ giống như tình tiết trong phim điện ảnh, nam chính đang làm việc quan trọng thì nữ chính đột nhiên gọi điện. Cú điện thoại ấy suýt thì dồn nam chính vào chỗ chết. Sao em còn chưa nghỉ ngơi nữa? Bản lĩnh của tôi thì em thừa biết ấy mà, yên tâm đi. Tề Đẳng Nhàn khoan thai nói. Con đi đường xa vạn dặm, mẹ ở nhà lo lắng khôn nguôi. Lý Vân Uyển cười cười. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, gân xanh nổi lên trên trán, ngoài cười nhưng trong không cười, em thử lặp lại lần nữa xem. Lý Vân Uyển phá lên cười ha ha, còn lâu nhé. Thấy Tề Đẳng Nhàn xuất hiện, Lý Vân Uyển cũng hiểu nhất định chuyện đã thành. Cô ta xác nhận thêm một lần nữa, chắc chắn Tề Đẳng Nhàn không bị thương rồi mới hoàn toàn yên tâm. Trong lúc hành động tôi gặp Ngọc Tiểu Long, suýt thì lớn chuyện, mong là cô ta không nhận ra tôi. Tề Đẳng Nhàn thở dài nói. Nếu để Ngọc Tiểu Long nhận ra thì phỏng chừng cấp bậc chuẩn tướng hắn vừa nhận về tay sẽ không giữ được. Khi đó Phó Phong Vân cũng sẽ không nói giúp cho hắn. Chức vụ chuẩn tướng của hắn có được là nhờ mưu lợi. Chiến tích giết Vladimir vẫn còn ở đó, Phó Phong Vân cho hắn đi đường tắt, những người khác không tiện nói gì. Nhưng nếu chuyện hắn bị bắt quả tang chạy vào giữa doanh trại quân đội giết người được đưa ra ánh sáng thì ảnh hưởng sẽ cực kỳ to lớn. Cái gì mà vô tổ chức, vô kỷ luật, không coi kỷ luật ra gì, bao nhiêu cái mũ chắc chắn sẽ bị ụp lên đầu hắn. Gì cơ, không có chứng cứ à?
Ngọc Tiểu Long đã tận mắt nhìn thấy mà còn bảo không có chứng cứ. Giữa nhân phẩm của Tề Đảng Nhàn và Ngọc Tiểu Long thì ai đáng tin cậy hơn? Có điều Ngọc Tiểu Long là người tương đối có nguyên tắc, trừ phi thực sự xác định được Tề Đảng Nhàn chính là kẻ đã xông vào đêm ấy, nếu không cô sẽ không hé răng nửa lời. Tề Đảng Nhàn vừa bảo Vương Hổ cẩn thận mà giữ lấy cái đầu thì ngay đêm hôm ấy đầu anh ta đã bị chặt mất, chắc chắn mọi nghi ngờ đều sẽ đổ dồn về phía Tề Đảng Nhàn. Lý Vân Uyển nói, cô ấy không có chứng cứ, cũng không xác định đó chắc chắn là anh, thế nên không sao đâu. Cô ấy không phải loại người ba hoa mồm mép thích đặt điều. Tề Đảng Nhàn tỏ vẻ ngạc nhiên, oa, đến cả tính cách của Ngọc Tiểu Long mà em cũng hiểu rất rõ, thật là lợi hại. Lý Vân Uyển trợn mắt vì giọng điệu khoa trương của hắn, cô ta lại nói tiếp, người như Ngọc Tiểu Long thuộc loại tâm cao khí ngạo, rất dễ để đoán ra cô ấy sẽ làm gì. Tề Đảng Nhàn gật đầu rồi nói, tôi đi tắm đây, em đừng có xem trộm đấy nhé. Lý Vân Uyển vỗ trán, bất đắc dĩ cười cười, chỉ cảm thấy người đàn ông mình đã lựa chọn đúng là ngoài lạnh trong nóng. Sao trước đây cô ta chưa từng phát hiện nhỉ? Em đã thấy hết từ lâu rồi còn gì? Lý Vân Uyển nở nụ cười sâu xa. Tề Đảng Nhàn vào phòng tắm, cởi hết quần áo ra, sau đó giơ tay. Chỉ thấy những nơi đã va chạm với Ngọc Tiểu Long giờ phút này đã đầy vết tụ máu. Đương nhiên chắc chắn Ngọc Tiểu Long cũng không khá khẩm gì hơn, cuộc giao chiến giữa hai người tuy ngắn ngủi nhưng đôi bên đều dùng hết toàn lực. Khó trách cô ta có thể trở thành nữ trung tướng trẻ tuổi nhất của nước Hoa này, đúng là có thực tài, có vốn liếng để kiêu ngạo. Tề Đảng Nhàn mở nước nóng, đứng dưới vòi hoa sen. Phải dầm mưa lạnh cả đêm, dù tố chất cơ thể hắn có vượt xa người thường thì hắn vẫn thấy hơi khó chịu. Lúc này bộ quần áo ướt nhẹp đã được cởi ra, nước nóng xối xuống từ trên đỉnh đầu, Tề Đảng Nhàn có cảm giác cả người khoan khoái hẳn. Hắn tắm rửa thật sạch rồi giơ hai tay lên cao, trong cổ họng phát ra những âm tiết kỳ quái, cứ như hòa thượng niệm kinh bằng tiếng Phạn, nghe ù ù. Cùng lúc đó, nội tạng của hắn cũng chuyển động, M thanh vang như sấm dậy vọng ra. Ngay sau đó, hai tay hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Dĩ nhiên cái run rẩy ấy là run rẩy có kiểm soát chứ không phải kiểu run của người bị bệnh động kinh. Biên độ run rẩy rất nhỏ bé nhưng tần suất lại cực kỳ nhanh, thậm chí còn khớp nhịp với tiếng vang từ nội tạng. Cùng lúc đó, những giọt nước rơi xuống cơ thể hắn đều bị bật ra, vỡ nát giữa không trung vì chấn động. Trong phòng tắm bốc lên một làn hơi cuồn cuộn thật dày. Chỉ sau 5 phút, vết tụ máu trên hai tay hắn đã hoàn toàn tan đi, không còn bất cứ dấu vết nào nữa. Hô, công phu Phật môn tẩy tủy quả nhiên không tầm thường, nếu dùng tiếng gầm như sấm của loài hổ báo kết hợp với âm thanh tiếng Phạn đặc thù thì có thể tẩy rửa cơ thể và gân cốt. Tề Đảng Nhàn chậm rãi thở ra một hơi, hạ đôi tay đã có chút bùn rùn. Các cao tăng hầu như sẽ ngồi thiền đọc kinh hàng ngày. Mỗi lần đặt mông xuống bồ đoàn là phải ngồi tận mấy tiếng, cũng có khi nguyên ngày không đứng dậy. Họ ngồi lâu như vậy mà không cảm thấy đau nhức, dĩ nhiên là bởi có điều ảo diệu ẩn giấu bên trong. Họ sẽ lợi dụng một vài âm tiết đặc thù xuất hiện trong lúc đọc kinh thư để khiến khí huyết toàn thân rung động, đạt được hiệu quả lưu thông khí huyết. Cơn đau nhức khi ngồi là do khí huyết tắc nghẽn không được lưu thông, họ khiến khí huyết toàn thân rung động trong lúc niệm kinh nên khí huyết không thể tắc nghẽn được. Hôm nay làm thịt Vương Hổ, ít nhất một vài tên dâu ria cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Hơn nữa sự chú ý sẽ rời khỏi hướng đông tinh mà chuyển đến trên người mình. Họ sẽ hiểu được một điều, không giết mình thì sẽ rất nguy hiểm. Tề Đảng Nhàn vừa lau tóc vừa nghĩ về chuyện hôm nay. Vương Hổ đã chết, đến khi trời sáng hẳn, chắc chắn chuyện này sẽ có tác dụng uy hiếp rất lớn. Nếu muốn đối phó với hướng đông tinh thì cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự trả thù của Tề Đảng Nhàn. Cũng có nghĩa là, muốn đối phó với hướng đông tinh thì nhất định phải giết chết Tề Đảng Nhàn trước đã. Tề Đảng Nhàn về phòng, cả người ngây ngẩn, ha, cô nàng này lại bày trò rồi đây. Quý khách thân mến, máy bay sắp cất cánh, xin mời quý khách hãy nhanh chóng nằm lên giường. Lý Vân Uyển cười tủm tỉm, trông như nữ yêu tinh biết dụ dỗ ăn thịt người. Không biết Lý Yêu Tinh đã thay sang bộ đồng phục tiếp viên hàng không từ lúc nào, giày cao gót phối với tất đen tôn lên đôi chân dài hoàn mỹ. Tề Đảng Nhàn bất đắc dĩ nói, em muốn hút khô tôi phải không? Em biết hôm nay tôi mệt lắm mà. Nghe hắn nói vậy, Lý Vân Uyển mất hứng trả lời, à, thế thì thôi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tề Đảng Nhàn bỗng bước tới bế cô ta lên rồi quăng xuống giường, tốc độ của hắn nhanh như hổ đói vồ mồi.
Sao tôi nỡ để một người phụ nữ đã đợi tôi đến tận khi đêm hôm khuya khoắt thế này phải thất vọng được? Tề Đẳng Nhàn cười khẽ. Nói mấy lời vô ích này làm gì? Lý Vân Uyển giơ tay ôm cổ hắn kéo lại gần. Tề Đẳng Nhàn nghĩ, ngày mai chắc hắn sẽ khó mà tỉnh giấc được. Có điều mai cũng là cuối tuần rồi, hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vừa rạng sáng hôm sau, hai tin tức nổ ra khiến toàn Đông Hải chấn động. Đầu tiên, Vương Hổ của tập đoàn Hổ Môn gặp chuyện ngoài ý muốn bỏ mình ngay giữa doanh trại của sư đoàn 81. Thứ hai, tập đoàn Hướng Thị tăng ca cuối tuần, bắt đầu tiến hành phản kích toàn diện trên khắp các lĩnh vực. Hướng Đông Tinh cũng tuyên bố với tất cả mọi người rằng cô ta sẽ dùng 50 tỷ đô la Mỹ để quyết chiến với Liên minh Kinh tế Tử Thị. Thực ra thì ai có mắt cũng nhìn ra được, rằng cái chết của Vương Hổ chắc chắn có liên quan đến tập đoàn Hướng Thị. Dù sao ngày hôm qua Hướng Đông Tinh vừa bị người ta mai phục ám sát, những người đó lại do Vương Hổ an bài, kết quả là chẳng bao lâu sau Vương Hổ đã bị kết liễu và phải rời cuộc chơi. Nhưng xã hội hiện giờ xét xử bằng pháp luật, phán quyết bằng chứng cứ, Vương Hổ lại chết trong doanh trại quân đội, không có bất cứ dấu vết nào còn sót lại trong hiện trường. Mọi người không thể làm gì hơn ngoài đưa ra các suy đoán. Hai tin tức chấn động như khiến cả tỉnh Đông Hải nổ tung, thậm chí còn đả động toàn bộ vòng tròn thương mại của đất nước này. Ngay trong hôm ấy, điện thoại di động của Hướng Đông Tinh không ngừng nhận được các cuộc gọi, ai cũng muốn hỏi có thực là cô ta sẽ tự mình bỏ ra 50 tỷ đô la Mỹ hay không. Nhận được tin này, Từ Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng. Có lẽ đây là sự điên cuồng sau cuối của Hướng Đông Tinh, nếu cô ta có trong tay 50 tỷ đô la Mỹ thì sao phải đợi đến tận bây giờ. Trong mắt cô ta, Hướng Đông Tinh chẳng qua chỉ muốn dùng mánh khóe này để gọi thêm thật nhiều nguồn vốn hoặc muốn dọa dẫm để cô ta biết khó mà lui thôi. Sáng hôm sau Tề Đẳng Nhàn tỉnh dậy, phát hiện trên điện thoại mình cũng có hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đa số đều đến từ những người nắm giữ chức vị cao trong Tiên Lai Capital. Những người này cơ bản đều có xuất thân từ tập đoàn Hướng Thị, dù sao Tiên Lai Capital vốn cũng là do Hướng Đông Tinh lập ra, chỉ có điều nó nằm dưới quyền quản lý của Tề Đẳng Nhàn mà thôi. Hắn vươn vai, phát hiện Lý Vân Uyển không có trong phòng. Sau khi ra ngoài, Tề Đẳng Nhàn mới phát hiện Lý Vân Uyển đang bận rộn trong bếp, cô ta muốn nấu cho hắn một bữa sáng thịnh soạn, đến cả trứng cũng có tận 7-8 quả. Em sợ tôi bị hút khô thật đấy à? Tề Đẳng Nhàn cợt nhả cười, ngồi xuống ghế. Đâu có, ngày nào anh cũng bảo em là yêu tinh còn gì, nếu em thực sự hút khô anh thì chẳng phải câu nói ấy sẽ trở thành sự thật hay sao? Lý Vân Uyển cười. Hai người cùng ngồi trước bàn ăn, vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Ban nãy cha em gọi điện đến để hỏi về cái chết của Vương Hổ và chuyện 50 tỷ đô la Mỹ của Hướng Đông Tinh. Lý Vân Uyển chân thành cảm thán. Hai sự kiện này thực sự đã tạo nên một chấn động khủng khiếp. Không sao, mọi thứ đều đang nằm trong tay chúng ta, tiếp theo phải xem Từ Ngạo Tuyết sẽ chọn làm gì. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Có lẽ phải vài ngày nữa Từ Ngạo Tuyết mới kịp phản ứng lại. Dù sao cô ta chắc chắn sẽ không tin trong tay Hướng Đông Tinh lại sở hữu một số tiền khổng lồ đến thế. Đợi đến khi trận chiến giữa các thương nghiệp càng lúc càng lớn, cô ta sẽ hoảng sợ phát hiện ra một điều, tài chính của tập đoàn Hướng Thị thực sự nhiều tới nỗi dùng mãi không thấy cạn. Nói cách khác, Tề Đẳng Nhàn vẫn còn có thể tận hưởng thêm vài ngày bình yên. Chừng nào Từ Ngạo Tuyết hoàn hồn lại thì những ngày bình yên của hắn sẽ không còn nữa. Những thế lực đang đợi để sâu xé và chia chác tập đoàn Hướng Thị chắc chắn sẽ không ngồi im chịu chết, họ sẽ tìm cách phá hủy chủ nghĩa nhân đạo, đó là lựa chọn tốn ít chi phí nhất và cũng thỏa đáng nhất. Ăn xong bữa sáng là lúc Tề Đẳng Nhàn ra sân luyện quyền. Khoảnh khắc mấu chốt càng tới gần thì hắn càng không được phép thư giãn, hắn không thể giữ bản thân ở trạng thái đỉnh cao từng giây từng phút một, dù sao hắn cũng không phải siêu nhân. Nhưng bất kể có ra sao thì hắn cũng phải ép mình tiến đến gần trạng thái đỉnh cao mọi nơi mọi lúc. Bằng không, một ngày nào đó nếu hắn gặp chuyện bất trắc mà lại không thể đạt được một trạng thái nhất định thì chỉ đành xuống điện Diêm Vương mà nuối tiếc thôi. Hôm nay Lý Vân Uyển cũng chẳng có việc gì làm, cô ta bèn im lặng ngồi trên ghế xem Tề Đẳng Nhàn đánh quyền, chỉ cảm thấy người đàn ông của mình có nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp trai, mọi động tác đều lưu loát và phóng khoáng. Dạo này tôi đã liên hệ với vài nhân vật lợi hại, sau này tôi sẽ sắp xếp để họ đi theo bảo vệ em. Những ngày sắp tới em cũng nên chú ý an toàn. Tề Đẳng Nhàn thu quyền, bước tới bên người Lý Vân Uyển rồi lạnh nhạt nói. Em thì cần gì bảo vệ, có anh là được rồi còn gì.
Lý Vân Uyển cười nói, dường như cô ta có một sự tin tưởng mù quáng vào Tề Đẳng Nhàn. Có lẽ tôi sẽ có rất nhiều chuyện cần xử lý, tôi không thể lúc nào cũng ở bên em. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, cười mỉm. Lợi ích khiến lòng người lay động, huống chi là một lợi ích khổng lồ và động chạm tới nhiều thế lực như vậy. Họ có nổi giận rồi bắt cóc Lý Vân Uyển để uy hiếp Tề Đẳng Nhàn thì cũng là chuyện rất bình thường thôi. Cũng vì thế nên Tề Đẳng Nhàn nhất định phải phòng ngừa chu đáo trước khi những tình huống kia xuất hiện. Giờ họ đều đang ngồi im chờ đợi, họ muốn xem có thật là Hướng Đông Tinh có thể lấy ra 50 tỷ đô la Mỹ để tham gia cuộc chiến thương trường này hay không. Trước khi họ hiểu được vấn đề, những ngày tương đối an toàn và bình yên vẫn còn đó. Lý Vân Uyển chu môi, bất đắc dĩ gật đầu đáp, thế thì được, em sẽ nghe theo lời anh hết. Ai bảo anh là người đàn ông của em mà làm chi? Một câu nói thế này được thốt ra từ miệng Lý Ngự Tỷ quả thực có sức sát thương rất lớn, khiến Tề Đẳng Nhàn vô cùng thỏa mãn và hưởng thụ. Có chuyện gì mang lại cảm giác thành công lớn lao hơn là trở thành người đàn ông mà ngay cả một người phụ nữ ưu tú vượt bậc cũng phải dựa dẫm vào cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Hoàng Sung không phải là không thể dùng được, hắn tùy tiện dạy anh ta một hai chiêu câu cá, anh ta phải làm vệ sĩ dưới trướng hắn một thời gian, đúng là không tệ. Bao giờ anh mới đến sư đoàn 81 báo danh? Lý Vân Uyển đột nhiên hỏi. Chuyện này không gấp, chừng nào đi cũng được, Phó Phong Vân không đưa ra thời hạn cho tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, mấy ngày sắp tới tôi muốn được nghỉ ngơi thật tốt, hôm qua tôi có hơi mệt. Thì ra cơ thể anh lại yếu ớt đến mức này, Lý Vân Uyển lập tức trêu. Khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn biến thành màu đen, ông đây nói mệt là nói đến việc lẻn vào doanh trại quân đội giết Vương Hổ, hiểu không? Chuyện phía sau đâu có dính dáng gì đến chữ mệt, rõ ràng chỉ có hưởng thụ thôi mà. Tề Đẳng Nhàn gọi một cú điện thoại cho Hoàng Sung. Tề Tổng, cậu đã đổi ý rồi phải không? Hoàng Sung phấn khích hỏi hắn. Anh lập công chưa? Tề Đẳng Nhàn hỏi lại. Chưa, Hoàng Sung lập tức ỉu xìu hẳn đi, có chút mất hứng. Tề Đẳng Nhàn nói, sắp tới sẽ có vài chuyện đại sự xảy ra, đó là cơ hội tốt cho anh lập công đấy. Anh cứ liệu mà làm. Hoàng Sung lập tức đồng ý, anh ta nói, Tề Tổng cứ yên tâm. Nhất định tôi sẽ cố gắng. Tề Đẳng Nhàn dương dương đắc ý cúp điện thoại, cảm giác có ngân phiếu khống đúng là thoải mái thật đấy, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao đám tư bản chỉ thích há miệng chờ Sung dụng vào. Quả thực Tề Đẳng Nhàn có thể nghỉ ngơi vài ngày, trạng thái cơ thể của hắn cũng được điều chỉnh đến mức cực kỳ tốt. Về điểm ấy thì Lý Vân Uyển có thể làm nhân chứng, dù sao cô ta cũng là người lấy thân ra cảm nhận mà. Hôm ấy, Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị kéo dài khoảng thời gian hưởng thụ bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Phó Phong Vân. Phó Phong Vân nói, Tề chuẩn tướng, cậu không thể lười nhác như thế được. Những con người ưu tú là mũi nhọn của sư đoàn 81 đều đang đợi được cậu chỉ đạo và huấn luyện cho đấy. Nhất thời lông mày của Tề Đẳng Nhàn cau chặt lại, quả nhiên là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hắn đã nhận chỗ tốt này, ít nhiều gì cũng phải nghe lời người ta mới được. Vì thế Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, lấy quân phục ra khỏi tủ để mặc lên người. Ồ, phải công nhận đúng là có khí chất hơn nhiều so với đồng phục ở nhà tù trước kia. Bảo sao hôm ấy Ngọc Tiểu Long lại nhìn mình bằng ánh mắt cao cao tại thượng và khinh bỉ đến vậy. Tề Đẳng Nhàn xoay người trước gương, tự thấy mình đẹp trai xuất thần, một ngôi sao gắn trên cầu vai tỏa sáng lấp lánh. Tề Đẳng Nhàn mở cửa con xe Volkswagen Phaeton của mình. Lái nó thẳng đến sư đoàn 81 rồi mới xuống xe bước bộ. Phía sư đoàn 81 đã ngầm có sự phê bình kín đáo, dù sao vị huấn luyện viên đã hẹn trước này cũng đã tới rất muộn, hóa ra hắn bận nghịch xe sang, khiến người ta khó chịu tới cỡ nào. Tề Đẳng Nhàn dùng giấy xác nhận để thuận lợi vượt qua trạm gác, được đưa vào khu đóng quân, bước vào sảnh trước của tòa cao ốc văn phòng. Một chuẩn tướng ở độ tuổi trẻ thế này ư? Vài chiến sĩ đi ngang qua trông thấy lý lịch của Tề Đẳng Nhàn, ai nấy đều kinh hãi, suýt nữa thì tự cắn đứt đầu lưỡi mình. Hơn phân nửa là con em của gia tộc lớn nào đó ở đế đô, hắn chỉ là một tên ngu ngốc muốn được đánh bóng tên tuổi thôi ấy mà, bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối nát. Sau những phút giây kinh ngạc ngắn ngủi, các chiến sĩ đều cảm thấy bất bình, thậm chí có người còn cười nhạt mỉa mai. Bọn họ đều nghĩ Tề Đẳng Nhàn là con em của một gia tộc lớn nào đó. Phải dựa vào quan hệ mới được lên làm đến chức chuẩn tướng. Dù sao những nhân vật truyền kỳ như Ngọc Tiểu Long là quá ít, không chỉ cần có thực lực mà còn cần có cả vận may.
Tề Đẳng Nhàn đến thẳng phòng làm việc để gặp sư đoàn trưởng Tưởng Thiên Hà. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Tưởng Thiên Hà cũng lấy làm kinh hãi. Phó Phong Vân nói sẽ sắp xếp cho anh ta một người rất giỏi để huấn luyện đại đội tiên phong, anh ta còn tưởng đó sẽ là một tướng quân già dặn từng trải hoặc một gương mặt tiêu biểu của bộ đội đặc chiến, không ngờ lại là một con người trẻ tuổi mà anh ta thậm chí còn chưa từng nghe tên. Anh ta kiểm tra đi kiểm tra lại lý lịch của Tề Đẳng Nhàn, cuối cùng mới xác định đối phương chính là người mà Phó Phong Vân đưa tới. Tề Đẳng Nhàn thấy Tưởng Thiên Hà giật mình thì mỉm cười và hỏi, Tưởng sư đoàn trưởng thế này là không tín nhiệm tôi sao? Tưởng Thiên Hà trong lòng không phục, nhưng trên mặt anh ta vẫn treo một nụ cười, đâu có, nếu là người do phó lão cử tới thì chắc chắn sẽ không kém cỏi gì. Chỉ cần nghe những lời ấy là Tề Đẳng Nhàn đã hiểu được rằng chắc chắn đối phương không tin mình, có điều hắn cũng lười không muốn giải thích. Trước nay quân đội vẫn là nơi kẻ mạnh xưng vương xưng bá, nếu bạn có thực lực thì muốn nói gì mà chẳng được. Nhưng nếu bạn chỉ là một tên nhu nhược, không có được thực lực cần có, thì xin lỗi nhé. Bạn chỉ có thể cam chịu bị người khác dẫm nát dưới chân. Ở đây có tình anh em đồng chí vào sinh ra tử, sẵn sàng giao phó tính mạng cho nhau, cũng có những cuộc so tài đầy nhiệt huyết. Hôm nay các lãnh đạo của sư đoàn 81 bận họp nên không thể ở lại đây đón tiếp cậu, thật có lỗi quá, chúng ta nên đợi đến khi mọi người quay lại rồi cùng ăn một bữa cơm. Tưởng Thiên Hà ân cần nói. Được thôi, Tưởng sư đoàn trưởng, tôi sẽ nói ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Tôi vốn định nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa mới đến sư đoàn 81, nhưng vì phó lão gọi điện nhờ vả nên tôi mới lập tức đến đây. Phiền anh dẫn tôi đi gặp đại đội tiên phong, tôi muốn biết, trong khoảng thời gian sắp tới, mình sẽ huấn luyện những chiến sĩ thế nào. Tề Đẳng Nhàn không muốn lá mặt lá trái quá lâu với Tưởng Thiên Hà, hắn đi thẳng vào vấn đề mình muốn biết. Tưởng Thiên Hà cũng có ý muốn thử bản lĩnh của Tề Đẳng Nhàn, bèn lập tức đứng bật dậy rồi nói, được, chúng ta đi. Đúng lúc hôm nay huấn luyện viên đặc biệt của đại đội cũng đang có mặt. Huấn luyện viên đặc biệt. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Sau đó hắn lại nhớ tới Lý Trường Hồng. Chắc hẳn vị quán chủ của Lý Gia Quyền kia chính là huấn luyện viên đặc biệt của sư đoàn 81. Làng du lịch Đông Sơn của Lý Thiên Lạc đã bị Tề Đẳng Nhàn cướp mất, thậm chí anh ta còn bị phế bỏ tứ chi, đồng nghĩa với việc hắn đã kết một mối thù không đội trời chung với nhà họ Lý. Có điều người của Lý Gia Quyền mấy hôm nay vẫn luôn nén giận mà không gây khó dễ gì cho Tề Đẳng Nhàn. Họ cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng là Lý Thiên Lạc sai trước, hơn nữa sự kiện này được đích thân chủ tịch tỉnh là ngài Dương Lệnh Quang tự mình điều tra, Lý Trường Hồng có gan to bằng trời cũng không dám qua mặt Dương Lệnh Quang để gây chuyện với Tề Đẳng Nhàn. Cũng tốt thôi, Tề Đẳng Nhàn nghĩ thầm, nhưng hắn không nói ra ngoài miệng. Tưởng Thiên Hà dẫn Tề Đẳng Nhàn ra khỏi phòng làm việc. Anh ta nhậm chức sư đoàn trưởng, thế nên cũng là một vị chuẩn tướng và có cùng cấp bậc với Tề Đẳng Nhàn. Tưởng Thiên Hà và Tề Đẳng Nhàn sóng vai cùng đi, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, các chiến sĩ trông thấy anh ta cũng đứng nghiêm giơ tay chào. Tưởng Thiên Hà không nhịn được mà cảm thấy kỳ quặc, bản thân anh ta lăn lộn cả đời trong quân đội cũng chỉ được một chức chuẩn tướng kiêm sư đoàn trưởng mà thôi, Tề Đẳng Nhàn còn trẻ thế này đã là chuẩn tướng được đích thân người của ban chính trị đề bạt. Anh ta vô thức so sánh hắn với một người còn ưu tú hơn là Ngọc Tiểu Long, người phụ nữ đó mới là biến thái quá mức, trên thế giới chẳng mấy ai so sánh được với cô ta. Nhưng sự xuất hiện của vị chuẩn tướng trẻ tuổi tên Tề Đẳng Nhàn này khiến anh ta ít nhiều gì cũng thấy có chút không cam lòng. Tề chuẩn tướng, cậu thấy sư đoàn 81 của chúng tôi thế nào? Tưởng Thiên Hà hỏi. Rất tốt, Tề Đẳng Nhàn đáp. Trong lòng Tưởng Thiên Hà cảm thấy hắn trả lời quá qua loa. Anh ta bất đắc dĩ hỏi lại, tốt thật sao? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, lại đáp, các chiến sĩ đều rất có tinh thần, các động tác đều rất đều nhịp, tinh thần của toàn doanh trại dâng cao như gió lốc. Cách bố trí của doanh trại này cũng rất đáng để xem trọng. Tưởng Thiên Hà vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới việc Tề Đẳng Nhàn lại có thể phát hiện điểm đặc biệt trong cách bố trí của doanh trại này, cũng không biết tự hắn đã nhìn ra hay trước khi tới đã nghe người khác nhắc đến. Lúc xây doanh trại này, Tưởng Thiên Hà đã cố ý mời đại sư chuyên về phong thủy tới chỉ điểm, thành quả là cách bố trí khéo léo tài tình, bao gồm cả một vài bộ phận đặc biệt hơn chút. Ví dụ như sân huấn luyện lợi dụng thế âm sát trong phong thủy, vậy nên dù trời có nắng chang chang thì người đứng bên trong cũng thấy lạnh lẽo rùng rợn. Trong hoàn cảnh ấy, con người sẽ duy trì được trạng thái tinh thần cảnh giác cao độ và hồi hộp căng thẳng.
Các chiến sĩ được huấn luyện trên sân tập này dĩ nhiên cũng luôn giữ mình trong trạng thái ấy, cực kỳ hữu ích cho công tác huấn luyện quân nhân. Nhưng ra khỏi sân huấn luyện, lại là một thế cục phong thủy khác có tác dụng duy trì tâm thái thanh tĩnh, khiến thể xác và tinh thần của các chiến sĩ đều được thả lỏng. Cứ luân phiên lần lượt, co giãn đúng lúc, khi huấn luyện thì dây cung thần kinh bị ép chặt, khi nghỉ ngơi thì chúng được thả lỏng. Nhận ra cách bố trí này, Tề Đẳng Nhàn không cảm thấy quá kỳ lạ khi sư đoàn 81 được xưng là sư đoàn át chủ bài của quốc gia. Tề chuẩn tướng cũng tinh thông phong thủy sao? Tưởng Thiên Hà hỏi. Biết sơ sơ thôi, Tề Đẳng Nhàn nói. Tưởng Thiên Hà cười ha ha, không hỏi thêm gì nữa. Hai người cùng nhau đi bộ tới sân huấn luyện của đại đội tiên phong, chỉ thấy các chiến sĩ đang vã mồ hôi như tắm, tinh thần nhiệt liệt cháy bỏng như lửa đốt, cùng gầm lên những âm thanh hào hùng. Sư đoàn trưởng đến, tập hợp. Sau câu hiệu lệnh ấy là tiếng bước chân rầm rập, lại thêm một tiếng hô to, các chiến sĩ lập tức nhanh chóng tập hợp lại ở giữa sân huấn luyện. Chỉ trong chớp mắt, quá trình tập kết đã hoàn thành. Từng người ưỡn ngực thẳng tắp, đầu ngẩng cao, trạng thái tinh thần vô cùng sung mãn. Lý Trường Hồng cũng có mặt tại đó, ông ta mặc quân trang họa tiết giản dị, trên cầu vai không có biểu tượng quân hàm. Nhìn thấy Tưởng Thiên Hà bước tới, ông ta lập tức mỉm cười chào đón sư đoàn trưởng. Kết quả là sau đó Tề Đẳng Nhàn lại xuất hiện, Lý Trường Hồng biến sắc ngay lập tức. Ông ta bắt gặp biểu tượng quân hàm trên bả vai của Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt lại càng thêm xấu xí. Còn ông ta là Lý Thiên Lạc trở thành tàn phế dưới tay Tề Đẳng Nhàn. Hơn nữa lần trước Tề Đẳng Nhàn đã đến đạo quán của Lý Gia Quyền đập phá, vốn đã kết thù với ông ta. Lúc này có thể nói là kẻ thù không đội trời chung chạm mặt nhau, tức đến đỏ mắt. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười tủm tỉm, làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ của ông ta hiện giờ. Báo cáo sư đoàn trưởng, đại đội tiên phong hoàn tất tập hợp. Quân số 120 người, hiện có mặt 120 người. Kính xin chỉ thị, đại đội trưởng lớn giọng hô lên, âm thanh to tới nỗi vang dội khắp sân huấn luyện. Tưởng Thiên Hà cười cười, giơ tay, nghỉ đi. Các chiến sĩ đang gồng người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng họ vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng tắp, chỉ có điều không căng thẳng như ban nãy mà thôi. Tưởng Thiên Hà cười hỏi Tề Đẳng Nhàn, Tề chuẩn tướng, đây chính là các chiến sĩ trong đại đội tiên phong của sư đoàn 81 chúng tôi, cậu nhìn thử xem thế nào. Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt của các chiến sĩ đều đổ dồn về phía Tề Đẳng Nhàn. Trong những ánh mắt ấy, có khiếp sợ, có coi thường, có ước ao, có chán ghét. Tề Đẳng Nhàn hiểu rất rõ tâm trạng của những chiến sĩ kia hiện giờ, hơn phân nửa là họ đang coi thường số tuổi của hắn cũng như biểu tượng quân hàm tương đối đáng sợ trên cầu vai hắn. Lý Trường Hồng là người mang tâm trạng phức tạp nhất, ông ta chỉ hận không thể lập tức báo thù, nhưng ngay trong giờ phút này ông ta không làm được. Tôi xin được giới thiệu sơ qua với mọi người, vị này là thủ trưởng chuẩn tướng do ban chính trị cắt cử xuống đây, Tề chuẩn tướng. Sau này cậu ấy sẽ gia nhập đại đội tiên phong của sư đoàn 81 chúng ta, đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên. Mời mọi người vỗ tay để chào đón cậu ấy. Tưởng Thiên Hà nói, sau đó vỗ tay đầu tiên để làm gương. Các chiến sĩ trong đại đội tiên phong cũng vỗ tay theo với vẻ không quá tình nguyện, trên mặt hiện rõ sự phản đối. Một người còn trẻ tuổi như thế mà lại là chuẩn tướng, hơn nữa còn đảm nhận chức vụ huấn luyện viên. Ha ha, chắc không phải con em của gia tộc lớn nào được cử tới đây để kiếm thành tích mạ vàng lên mặt đấy chứ. Chắc hắn không có bản lĩnh thực thụ nào đâu, cùng lắm cũng chỉ là cái phông nền có chút đáng kinh ngạc mà thôi. Báo cáo, đại đội trưởng là người hiểu rõ lòng dạ mọi người nhất, vào lúc này anh ta bị đẩy ra ngoài làm người đại diện, chỉ thấy anh ta giơ tay rồi hô to một tiếng. Bước ra khỏi hàng, TTD gật đầu nói. Đại đội trưởng bước ra khỏi đội ngũ, Tưởng Thiên Hà hỏi, đồng chí có vấn đề gì? Đại đội trưởng lập tức trầm giọng nói, thưa sư đoàn trưởng, cấp trên sắp xếp huấn luyện viên cho chúng tôi không có ý kiến. Nhưng chúng tôi là đại đội tiên phong, là bộ đội đặc chủng trong số các bộ đội đặc chủng, không phải bất kỳ ai cũng đủ tư cách đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên của chúng tôi. Những vị huấn luyện viên trước của chúng tôi, có người là cấp tướng có uy tín lâu năm, nổi tiếng một vùng. Cũng có người là quán quân võ thuật đã càn quét một cuộc thi đấu. Tôi muốn được biết, vị huấn luyện viên mới này, ngoài trẻ tuổi và có chức tước thì còn điểm đặc biệt nào khác hay không? Anh ta vừa dứt lời, các chiến sĩ trong đại đội đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Lý Trường Hồng đứng cạnh đó cũng xen vào, Tưởng sư đoàn trưởng à, tôi cảm thấy chúng ta cần suy nghĩ về việc này thật kỹ. Nói cách khác, để một cục phân chuột gây hoang mang náo loạn cũng không hay. Nghe ông ta nói vậy, mọi người lại càng cười to hơn nữa. Tưởng Thiên Hà cũng không có ý định thiên vị Tề Đẳng Nhàn, dù sao anh ta cũng cảm thấy đối phương thực sự quá trẻ tuổi, cần phải kiểm nghiệm một phen mới biết liệu hắn có đáng để tín nhiệm hay không. Nghe những tiếng cười nhạo đầy mỉa mai kia, Tề Đẳng Nhàn chỉ mỉm cười, không cho là đúng. Tôi cũng cảm thấy những lời mà ngài Lý Trường Hồng vừa nói ra rất đúng đắn. Không thể để một cục phân chuột gây hoang mang náo loạn, thế nên xin mời ngài Lý hãy mau cút ra ngoài đi. Tề Đẳng Nhàn đáp. Câu nói ấy vừa thốt ra, tất cả mọi người đều khiếp hãi. Họ không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại thẳng thắn tới mức chĩa mũi dùi về phía Lý Trường Hồng, đây chẳng phải không biết trời cao đất dày là gì hay sao? Lý Trường Hồng cười lạnh, ai là cục phân chuột cơ chứ, chẳng lẽ trong lòng mọi người không biết? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, phải đấy, một tên vô dụng đến cả con trai mình cũng không thể quản giáo cho tốt thì liệu có tư cách dạy dỗ đại đội tiên phong không? Những lời này suýt thì khiến Lý Trường Hồng nổ tung ngay tại chỗ, Tề Đẳng Nhàn đang cố ý nhắm vào điểm yếu của ông ta, sát muối vào vết thương lòng của ông ta. Một ngọn lửa giận bừng lên trong lồng ngực ông ta, khiến ông ta chỉ hận không thể xé xác Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức. Đúng lúc lắm, tôi và Tề chuẩn tướng có chút ân oán cá nhân, hãy giải quyết ngay trong hôm nay đi. Lý Trường Hồng cười lạnh, những bắp thịt trên mặt ông ta đang dần giật với biên độ cực kỳ nhỏ, có thể thấy ông ta phẫn nộ đến mức nào. Tưởng Thiên Hà không có lòng dạ nào mà quan tâm đến việc rốt cuộc ân oán cá nhân giữa hai người họ có đầu đuôi ngọn ngành ra sao, anh ta nghe được câu này thì chỉ gật đầu, quay sang hỏi Tề Đẳng Nhàn, Tề chuẩn tướng nghĩ sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua đại đội trưởng, thản nhiên hỏi lại, nếu hôm nay tôi không biểu diễn chút công phu thực tài thì chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ không phục, nghĩ tôi còn quá trẻ tuổi, là loại lên chức nhờ quan hệ gia đình phải không? Được lắm. Nhân cơ hội này tôi cũng sẽ báo đáp Lý quán trưởng một phen. Tưởng sư đoàn trưởng, anh hãy làm chứng nhé. Tưởng Thiên Hà đáp, không thành vấn đề. Các chiến sĩ ổ lên, tất cả đều tỏ ý hạ bệ Tề Đẳng Nhàn. Hừ, một thằng đi lên nhờ quan hệ mà cũng dám âm mưu khiêu chiến Lý huấn luyện viên, nhất định cậu ta đang tự tìm đường chết. Lý huấn luyện viên là gia chủ của Lý gia quyền đấy, khắp thiên hạ này không mấy ai có thể đương đầu với hai nắm đấm sắt của ông ấy. Tên này cùng lắm cũng chỉ ba chiêu. Chỉ dựa vào chút quan hệ và bối cảnh để lên được cấp chuẩn tướng, thế mà cũng đòi làm huấn luyện viên của đại đội tiên phong chúng ta để tự rát vàng lên mặt. Sao cậu ta không tự tè một vũng rồi soi mặt mình trong đó đi? Đúng là liều lĩnh, không biết tự lượng sức mình. Nghe những câu đùa giỡn ấy, ý cười bên khóe miệng của Lý Trường Hồng lại càng thêm sâu. Ông ta lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhàn, xin mời, Tề chuẩn tướng. Dứt lời, ông ta đi thẳng đến khoảng đất trống bên cạnh. Tề Đẳng Nhàn cũng đi theo. Lý huấn luyện viên đừng nương tay nhé, hãy cho tên rác rưởi kia biết không phải ai cũng có thể dùng đại đội tiên phong chúng ta để tự rát vàng lên mặt. Lý huấn luyện viên nên cho một vài người hiểu ra rằng không thể dựa vào bối cảnh gia đình mà tác oai tác quái ở những nơi như quân đội được đâu, quan trọng nhất là thực lực. Lý huấn luyện viên, hãy dùng Lý gia quyền của anh mà dạy dỗ lại những tên không biết lượng sức mình này đi. Các chiến sĩ đều nhao nhao cổ vũ cho Lý Trường Hồng. Lý Trường Hồng là người có bản lĩnh thực sự, đã đảm nhận chức vụ huấn luyện viên đặc biệt ở nơi này trong một khoảng thời gian ngắn, truyền thụ kỹ thuật chiến đấu cho các chiến sĩ, mang lại cho họ không ít lợi ích. Hơn nữa Tề Đẳng Nhàn thực sự không biết tạo thiện cảm với mọi người, thế nên ai cũng hăng hái cổ vũ cho Lý Trường Hồng. Tưởng Thiên Hà nhìn thấy hết. Nhưng không nói gì. Trong quân đội chính là như thế đấy, nơi này là nơi coi trọng những kẻ mạnh, ai không có thực lực thì chỉ có thể cụp đuôi xun xoe với người khác. Vì thế nên anh ta không ngăn cấm những lời mỉa mai kia. Dù những lời mỉa mai ấy dù nhiều dù ít cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người. Nhưng, kẻ mạnh ấy mà, tinh thần cũng phải mạnh mới được. Lý Trường Hồng và Tề Đẳng Nhàn đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ tầm 10 mét. Đối với hai con người có công lực thâm hậu như họ thì khoảng cách 10 mét này cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi, họ có thể dễ dàng tấn công đối phương ngay lập tức. Tề Đẳng Nhàn, lần trước mày đến Lý gia quyền của bọn tao phá phách, cũng nhờ mày may mắn nên mới có phó lão đỡ lời cho mày thoát nạn. Nếu không nhờ ông ấy thì mày không thể đi ra khỏi đạo quán của bọn tao được đâu.
Lý Trường Hồng lạnh giọng nói, hai tay chậm rãi giơ lên. Tề Đẳng Nhàn nhún vai không đáp. Sắc mặt Lý Trường Hồng trở nên âm trầm, ông ta nói tiếp, nếu mày dám phế bỏ con tao thì hôm nay tao cũng sẽ phế bỏ mày trước mắt tất cả mọi người, sẽ không có bất kỳ ai can thiệp nữa đâu. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu đáp lại, còn ông là người tập võ mà lại làm ra những chuyện không giống con người, tôi dạy dỗ anh ta cũng là thay trời hành đạo. Không ngờ người làm cha như ông lại không biết phải trái đúng sai ra sao, thậm chí còn muốn ra mặt trả thù để thay anh ta chút giận. Tôi biết rồi, anh ta có ngày hôm nay, chắc chắn là do ông đã nuông chiều anh ta quá mức. Nếu có thêm một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ phế bỏ anh ta. Người như anh ta ở lại nhân gian này chỉ là một tai họa. Nghe những lời của Tề Đẳng Nhàn, gân xanh trên trán Lý Trường Hồng liên tục nảy lên, nó là con trai của tao. Tao muốn dạy dỗ nó thế nào thì sẽ dạy dỗ nó đúng theo cách ấy. Nó làm sai, tao có thể đánh nó, có thể mắng nó, những người khác thì không được. Mày dám phế bỏ nó nghĩa là mày không coi tao ra gì. Hôm nay tao sẽ ăn miếng trả miếng với mày, sẽ phế bỏ hai tay và hai chân mày. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà giơ tay lên, thế ông còn định đánh nữa không đấy? Sao mà lắm lời quá vậy? Chẳng lẽ quyền pháp của Lý gia quyền các ông là khua môi múa mép? Ông muốn báo thù cho anh ta thì mau tới đây đi. Nét mặt Lý Trường Hồng dữ tợn, chỉ hận không thể giết chết Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức. Thế nhưng ông ta vẫn tuân thủ quy tắc giang hồ mà giơ hai tay lên, ôm quyền rồi nói, quán trưởng của Lý gia quyền, Lý Trường Hồng, mời. Tề Đẳng Nhàn cũng giơ hai tay lên, ôm quyền, lạnh lùng nói, cảnh ngục của nhà tù U Đô, Tề Đẳng Nhàn, mời. Tiếng nói của Tề Đẳng Nhàn vừa dứt, Lý Trường Hồng đã dẫm mạnh chân xuống đất để bắt đầu phát lực. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, rung chấn lớn tới nỗi toàn bộ sân huấn luyện dường như đang có đất rung núi chuyển. Chỉ trong chớp mắt, Lý Trường Hồng lao tới như một giải cầu vồng thực thụ, hai nắm đấm giơ cao, cùng giáng xuống đầu và vai Tề Đẳng Nhàn. Trường Hồng trong Lý Trường Hồng nghĩa là cầu vồng. Từ trước đến nay Lý Gia Quyền vẫn nổi danh nhờ sự bá đạo của nó. Lý Trường Hồng mở đầu trận đấu bằng lối đánh đặc trưng của Lý Gia Quyền song chảm chùy. Hai cánh tay ông ta như cán chùy, hai bàn tay như đầu chùy, một đòn giáng xuống tựa đất long núi lở. Quyền pháp mạnh mẽ quá, Lý huấn luyện viên không hổ là người đứng đầu đạo quán Lý Gia Quyền thế hệ này, sức mạnh tinh thần ẩn trong đòn đánh của ông ấy quả là tuyệt hảo. Đại đội trưởng không nhịn được mà kinh ngạc kêu lên. Thấy Lý Trường Hồng dùng cả hai tay đấm xuống, Tề Đẳng Nhàn vốn định đỡ đòn. Nhưng nghĩ lại thì hắn cảm thấy bản thân đang ở trong tình thế không có lợi cho lắm. Vì thế nên hắn khẽ nhấc chân, uốn cong eo, đạp nhẹ xuống đất rồi lập tức né sang bên trái Lý Trường Hồng. Bậc cao thủ vừa ra tay là đã hiểu ngay thực lực. Tận mắt nhìn thấy bát quái bộ của Tề Đẳng Nhàn, Lý Trường Hồng tinh tường ý thức được ngay, đối phương tuyệt đối là một đại cao thủ tinh thông bát quái trường. Xoạt! Cú lách người của Tề Đẳng Nhàn tạo ra vài tiếng soàn soạt. Tất cả mọi người đều thích xem cục diện này lửa cứng đối cứng, thế nên nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn né tránh thì họ lập tức nghĩ hắn không có bản lĩnh gì. Lý Trường Hồng quát to một tiếng, lưng run bần bật, eo cong lên, cả người ông ta cứ như một cây cung được kéo căng hết cỡ. Còn nắm đấm của ông ta thì hệt như mũi tên đã được lắp sẵn trên cây cung đó vậy. Thịch, Lý Trường Hồng hạ xuống một quyền, nhắm thẳng vào đốt sống cổ sau gáy Tề Đẳng Nhàn. Nắm đấm của ông ta cứ như tên lửa đạn đạo đã được lắp thiết bị định vị, liên tục đuổi theo đốt sống cổ của Tề Đẳng Nhàn, chưa đánh chúng được thì chưa chịu bỏ qua. Tề Đẳng Nhàn mặt không đổi sắc mà bước lên hai bước về phía trước, lấy đầu ngón chân làm trụ trên đất bằng, cơ thể uốn cong, chân phải dạng ra, chân trái giơ cao, cuối cùng xoay một vòng. Bốp! Trong khoảnh khắc Tề Đẳng Nhàn xoay người, nắm đấm sượt qua bụng hắn, gió từ nắm đấm ấy tạo ra đủ mạnh để khiến quần áo hắn bay phấp phới. Lý Trường Hồng trầm giọng nói, để tao xem mày có thể trốn đến khi nào. Vừa dứt câu, ông ta đã lại quát to một tiếng, một luồng khí phun ra từ trong miệng ông ta lao thẳng về phía mặt của Tề Đẳng Nhàn. Nếu là một người thường bị luồng khí này đánh phải thì chắc chắn sẽ đầu váng mắt hoa. Dù là một cao thủ ở cấp bậc như Tề Đẳng Nhàn mà bị luồng khí này đánh trúng, chỉ sợ cũng phải nhắm mắt một hai giây đồng hồ. Nhắm mắt thì tất nhiên sẽ sinh ra kẽ hở. Có điều dường như Tề Đẳng Nhàn đã đoán được từ trước. Chân hắn lại thi triển bát quái bộ, bỗng dưng nhảy lên vụt một cái,
đáp đất ở một vị trí cách đó hơn 3 mét. Lý Trường Hồng nhíu mày thật chặt, độ linh hoạt trong thân thủ của đối phương quả thực đã nằm ngoài dự liệu của ông ta, hắn cứ như một con khỉ, căn bản là không đoán được. Thứ rác rưởi, mày chỉ dám trốn thôi à? Chỉ có chút tài nghệ đó mà cũng có mặt mũi đòi làm huấn luyện viên của bọn tao. Mau cút về nhà mày đi. Đến cả đương đầu trực diện cứng đối cứng còn chẳng dám, không lẽ mày chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Mau quỳ xuống nhận sai với Lý huấn luyện viên đi, nói không chừng mày sẽ được ông ấy tha cho một mạng đó. Vô dụng, tên này vô dụng rồi, thật không ngờ lần này ban chính trị lại cắt cử một tên huấn luyện viên rác rưởi thế này cho đại đội tiên phong chúng ta. Các chiến sĩ nhao nhao làm ồn, họ nghĩ Tề Đẳng Nhàn không có đủ năng lực, nghĩ hắn là một tên rác rưởi chỉ biết né tránh, không dám đối đầu trực diện. Tề Đẳng Nhàn làm như mình mắt điếc tai ngơ, lần trước hắn vừa mới đối đầu trực diện cùng Ngọc Tiểu Long kia kìa, hai tay còn bị tụ máu đến mức tím bầm nữa cơ. Dạo gần đây hắn cần phải duy trì trạng thái cơ thể ở mức tối đa hoặc ít nhất cũng là tiệm cận mức tối đa từng giây từng phút một, thế nên hắn mới lười không muốn đối đầu trực diện với Lý Trường Hồng. Bằng không, với thực lực của hắn, chỉ sợ hai ba cú chạm thôi cũng đủ để phá tan thế quyền của Lý Trường Hồng rồi. Khí thế hung hãn của mày lúc phế bỏ con tao đâu? Sao giờ mày như chim sợ cành cong thế? Thử chạm vào tao xem nào. Lý Trường Hồng đuổi theo hắn, liên tục nói ra những câu khiêu khích Tề Đẳng Nhàn, muốn làm hắn tức giận. Cuối cùng ông ta cũng đuổi kịp, hai người giao thủ, thế nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ sử dụng những thủ pháp cơ bản như gạt ra, đỡ lấy. Vân vê, tất cả đều là để đón đỡ những đòn đánh của Lý Trường Hồng và hóa giải từng cú đấm như trời giáng của ông ta. Sau đó Lý Trường Hồng giơ móng tay muốn nhắm vào ngực hắn, nhưng ngay trong giây phút bàn tay như lưỡi dao của ông ta xẹt ngang qua, Tề Đẳng Nhàn lại né. Lý Trường Hồng bị hắn đùa giỡn tới mức tâm phiền ý loạn, ông ta bước nhanh tới trước, ép Tề Đẳng Nhàn đến chỗ một khung xà kép, lại thêm một đấm nhắm thẳng vào xương đốt sống cổ. Tề Đẳng Nhàn cũng đột ngột bước lên một bước. Bàn chân đạp mạnh vào trụ xà kép, mượn lực để xoay người sang bên kia. Khoảnh khắc hắn xoay người cũng là lúc Lý Trường Hồng biết quyền pháp của đối phương đã thay đổi. Ban nãy đúng là bát quái bộ, thế nhưng bây giờ hắn lại đứng trong tư thế hai chân một trước một sau như gà trống. Chân gà, hình ý quyền. Lý Trường Hồng nhíu mày thật chặt, ai thèm quan tâm mày dùng quyền pháp gì cơ chứ, một đấm của tao sẽ kết thúc mày nhanh thôi. Tề Đẳng Nhàn tiếp tục mượn lực để xoay người. Trong nháy mắt hắn tạo thành tư thế tam thể thức của hình ý quyền, khí thế bỗng dưng tăng cao đến cực hạn, dường như hai mắt hắn phát ra một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt. Lý Trường Hồng nhìn thẳng vào mắt hắn, bỗng thấy nhãn cầu mình mơ hồ có chút nhức và đau. Hô! Tề Đẳng Nhàn thở ra một hơi, một cú băng quyền được tung ra từ bên eo hắn. Nắm đấm của hắn lao thẳng về phía nắm đấm của Lý Trường Hồng, công bằng đối diện, lấy cứng chọi cứng. Nắm đấm của Lý Trường Hồng và nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn chạm mặt nhau. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Nhất thời Lý Trường Hồng biến sắc, ông ta chỉ có cảm giác ngay cả hàm răng của mình cũng đang bắt đầu chuyển động, bèn há miệng ra, vài cái răng to lập tức rơi xuống đất. Ngay sau đó, ông ta lại cảm nhận được lực đạo từ băng quyền mà Tề Đẳng Nhàn tung ra phía trước đang chui vào cơ thể mình thông qua cánh tay, đâm xuyên qua phía sau lưng. Sau đó hai chân của ông ta lơ lửng, cả người bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Mọi người chỉ thấy Lý Trường Hồng bay lên cao hơn 4 mét, văng xa 7-8 mét, bị một đấm của Tề Đẳng Nhàn tống cổ ra tận tường rào bên ngoài sân huấn luyện. Cả người Lý Trường Hồng đập vào bức tường rào, ầm một tiếng, chỉ nghe thôi cũng thấy rất đau. Ông ta thốt ra một tiếng kêu thảm thiết, cúi đầu nhìn tay phải mình, phần xương cổ tay đã bị biến dạng nghiêm trọng. Một đấm ban nãy không chỉ đánh bay không ta, cũng không đơn giản là làm gãy mấy chiếc răng hàm, mà còn khiến xương cổ tay của ông ta vỡ vụn. Các chiến sĩ đang hô hào ầm ĩ bỗng lặng ngắt như tờ, cả đám trợn mắt há mồm nhìn Lý Trường Hồng bị đánh văng ra ngoài, không thốt ra nổi thêm câu nào nữa. Tưởng Thiên Hà suýt thì cắn vào lưỡi mình, ban đầu anh ta cũng tưởng Tề Đẳng Nhàn chẳng có bản lĩnh gì đặc biệt mà cứ bị Lý Trường Hồng đuổi sát theo sau, hơn phân nửa khả năng là hắn sẽ bị phế bỏ trong tay Lý Trường Hồng. Nhưng không ngờ hắn chỉ xoay người rồi phản đòn bằng đúng một cú đấm mà đã có thể khiến Lý Trường Hồng ngã gục. Lý Trường Hồng là người đứng đầu đạo quán Lý gia quyền cơ đấy, danh tiếng của ông ta lớn đến kinh người, ông ta là đại tông sư mà cả tỉnh Đông Hải này thừa nhận và ngưỡng mộ.
nếu không thì ông ta đã không giành được tư cách trở thành huấn luyện viên đặc biệt của đại đội tiên phong. Lý Gia Quyền nổi danh nhờ sự bá đạo, quán chủ đương nhiệm cũng là một trang kiệt xuất, vậy mà bị đánh bay chỉ bằng một cú đấm duy nhất ư. Thế là được rồi đấy nhỉ, nếu không phải còn có việc bận thì tôi cũng lười chẳng muốn đấu nghiêm túc với ông. Nếu ông thua trận quá nhanh thì ít nhiều gì cũng mất mặt lắm. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, thu hồi nắm đấm, tỏ ra hờ hững như chẳng đáng gì. Từ tận đáy lòng hắn khinh thường Lý Trường Hồng, kẻ này dù võ công rất cao nhưng lại dạy ra một thằng con trai chỉ biết làm sằng làm bậy, thế là đáng bị người đời phỉ nhổ. Huống chi Lý Trường Hồng lại rất thương yêu chiều chuộng thằng xúc sinh Lý Thiên Lạc đó. Hắn là việc Lý Thiên Lạc biến thành dáng vẻ của ngày hôm nay có liên quan mật thiết đến sự kiêu căng ngạo mạn của anh ta lúc trước. Các chiến sĩ thuộc đại đội tiên phong nhìn Tề Đẳng Nhàn như đang nhìn một con quái vật, họ không thể tin được vào những gì mình vừa tận mắt chứng kiến. Lý Trường Hồng mạnh mẽ không ai sánh nổi, rốt cuộc lại bị hạ đo ván chỉ bằng một nắm đấm. Người này là One Punch Man sao? Không đúng, vẫn còn nhiều tóc thế kia cơ mà. Thân là người đứng đầu đạo quán Lý Gia Quyền đương nhiệm, Lý Trường Hồng có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc ông ta lại thua trong tay một hậu bối trẻ tuổi. Ông ta đã luyện công bao nhiêu năm? Tề Đẳng Nhàn đã luyện công bao nhiêu năm? Có điều, cũng đúng như những gì Tề Đẳng Nhàn đã nói. Thực sự không có chuyện tuổi tác càng lớn thì công phu lại càng cao siêu. Thứ gọi là công phu này, phải xem thiên phú, cũng phải xem nỗ lực. Lý sư phó, ông không biết cách dạy con, một đấm này coi như tôi dạy ông. Tề Đẳng Nhàn đứng sau lưng ông ta lạnh nhạt nói. Chấm chấm chấm, Lý Trường Hồng bò dậy. Mặt đỏ bừng, không thốt ra được lấy một chữ. Người yếu thì căn bản không có tư cách nói chuyện. Các chiến sĩ quay sang nhìn nhau, không dám nhiều lời lấy một chữ. Thực lực của Tề Đẳng Nhàn đã vượt xa những gì họ tưởng tượng. Họ vốn tưởng hắn chỉ là một tên dựa hơi thế lực của gia tộc muốn tự dát vàng lên mặt, đâu có ngờ người ta thực sự có bản lĩnh lợi hại thế này. Có điều, một vị chuẩn tướng tuổi còn trẻ lại lợi hại như vậy, vì sao trước giờ họ chưa từng nghe qua? Về lý thuyết, danh tiếng của người này có thể thua Ngọc Tiểu Long nhưng cũng không thể là hạng vô danh tiểu tốt được. Lý Trường Hồng đen mặt đứng dậy chắp tay, khạc ra một ngụm máu, nói, đa tạ. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, mặt không đổi sắc, đúng là hắn đã nương nay. Nói cách khác, hắn có thể đánh chết Lý Trường Hồng ngay tại đây và ngay lúc này. Dù hắn có đánh chết ông ta trước mặt bao nhiêu con người đang đứng đây thì cũng không ai có thể trách tội hắn. Có điều ân oán giữa cả hai không lớn đến vậy, tội của Lý Trường Hồng cũng không phải là đáng chết. Huống chi, danh tiếng của Lý Gia Quyền khắp tỉnh Đông Hải này là rất lớn. Nếu Tề Đẳng Nhàn đánh chết ông ta thì có lẽ hắn cũng không được sống những ngày tháng yên bình. Tưởng Thiên Hà vỗ tay, phá lên cười, ha ha, ha ha ha, Tề chuẩn tướng quả nhiên thân thủ bất phàm, tôi biết ngay mà, chắc chắn người mà ban chính trị lựa chọn sẽ không có sai sót. Đại đội trưởng của đại đội tiên phong tỏ ra xấu hổ, không nói nổi câu nào, ban nãy chính anh ta là người đã khơi mào nghi vấn về Tề Đẳng Nhàn. Tưởng sư đoàn trưởng khách sáo rồi, Tề Đẳng Nhàn không hề có vẻ oán trách. Quân đội là như thế đấy, bạn là kẻ mạnh thì bạn có quyền lên tiếng, đến cả dám đánh ra cũng có mùi thơm. Nếu bạn là người yếu, vậy thì ngại quá, cụp đuôi mà xun xoe người khác đi. Ban nãy Lý Trường Hồng muốn ra tay với Tề Đẳng Nhàn. Tưởng Thiên Hà không thèm ngăn cản, hiển nhiên anh ta cũng không tán thành năng lực của Tề Đẳng Nhàn. Bây giờ thấy Tề Đẳng Nhàn đánh gục Lý Trường Hồng thì anh ta lại trơ trẽn tán thưởng ngay lập tức. Lý Trường Hồng không ở lại sư đoàn 81 nữa, nếu đã thua thì nên im lặng rời đi, ở lại cũng chỉ tổ làm cái bia cho người ta mỉa mai chế nhạo. Ở nơi này, không một ai thương xót kẻ yếu. Nhìn bóng lưng tịch mịch cô đơn của Lý Trường Hồng, Tưởng Thiên Hà thầm thở dài. Cũng có đôi phần tiếc hận dưới đáy lòng. Đường Đường là người đứng đầu đạo quán Lý Gia Quyền, một vị tông sư nổi tiếng, vậy mà lại thua dưới tay Tề Đẳng Nhàn nhanh đến vậy. Có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Hẳn lúc này trong lòng ông ta cảm thấy rất khó chịu. Ông ta không chỉ không thể báo thù được cho con trai, mà trận chiến này còn có khả năng khiến thể diện của Lý Gia Quyền tụt dốc không phanh. Đây cũng chính là lý do vì sao các bậc tông sư có danh tiếng đều chỉ dừng lại ở mức độ giúp đỡ và chỉ điểm, chứ không muốn phân thắng thua với người ngoài. Nếu đã nổi tiếng thì không thể chịu thua. Một khi thua cuộc, thanh danh cả đời sẽ bị hủy hết, quyền pháp của gia tộc cũng phải mất mặt theo, thẹn lòng với tổ sư gia của võ phái.
Tưởng Thiên Hà nhìn mọi người trong đại đội tiên phong, cất tiếng, từ hôm nay trở đi, Tề chuẩn tướng sẽ là huấn luyện viên của các anh, chuyên môn quản lý việc huấn luyện của các anh. Sau này có chuyện gì thì các anh hãy báo cáo thẳng lên cậu ấy. Rõ, đại đội trưởng vội vàng cúi người. Trong sư đoàn 81 có hai đại đội độc lập, một là đại đội bọc thép, hai là đại đội tiên phong. Đại đội bọc thép được gọi tắt là đại đội 1, đại đội tiên phong được gọi tắt là đại đội 2. Tề Đẳng Nhàn nhìn nhị đại đội trưởng của đại đội tiên phong, nét mặt kỳ quái, chỉ muốn giống lên một câu, nhị đại đội trưởng, con mẹ nó khẩu pháo Italia của ông đây đâu rồi. Tề Đẳng Nhàn cũng lười dày vò họ, hắn lập tức tiếp quản nhiệm vụ của một huấn luyện viên rồi bắt đầu sắp xếp quy trình huấn luyện. Phương thức huấn luyện của hắn cũng có chút biến thái, dĩ nhiên rồi, đây là phương thức huấn luyện được mang ra từ nhà tù Udo, chuyên môn dùng để hành hạ những phạm nhân quá thừa năng lượng hay quá sung sức. Sau một lần huấn luyện, dù có là đại đội tiên phong chỉ toàn những người đàn ông cơ bắp mạnh mẽ thì cũng có chút không chịu nổi. Họ rất nghi ngờ liệu có phải Tề Đẳng Nhàn mang thù nên cố ý giày vò họ hay không. Được rồi, buổi huấn luyện hôm nay chỉ có thế thôi, cũng tạm ổn. Có điều, sau khi về các anh nhớ phải luyện thật kỹ kỹ năng trung bình tấn mà tôi đã dạy. Nếu không huấn luyện bài bản thì rất khó để đạt được công phu truyền thống, nhưng dù sao các anh cũng là bộ đội có nghề nghiệp đàng hoàng. Không thể dồn hết thời gian cho việc luyện công được. Thế nên tôi chỉ dạy các anh phần căn bản, sau đó sẽ dựa vào phần căn bản đó để truyền thụ lại cho các anh vài ngón đòn hữu dụng, có thể đạt được hiệu quả kỳ diệu khi đối diện với kẻ địch sau này. Còn về những ngày tiếp theo, chúc mọi người may mắn. Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Tề Đẳng Nhàn tập hợp tất cả mọi người, chắp hai tay ra sau lưng, vừa bước qua bước lại vừa lạnh nhạt nói. Phổ cập võ học truyền thống cho bộ đội là khó nhất, bởi nội dung của võ học truyền thống thực sự rất nhiều, một con người không lấy đâu ra được từng ấy sức lực để vừa huấn luyện tác chiến theo lối hiện đại hóa vừa luyện tập võ học truyền thống. Những chiến sĩ này đã trở nên ngoan ngoãn sau khi bị Tề Đẳng Nhàn giày vò, hơn nữa bản thân Tề Đẳng Nhàn có đủ thực lực mạnh mẽ, họ không dám ý kiến ý cò gì với hắn. Giải tán đi, Tề Đẳng Nhàn vung tay, nói. Tưởng Thiên Hà đứng một bên tận mắt nhìn thấy quá trình huấn luyện của Tề Đẳng Nhàn, anh ta lo lắng hỏi, Tề chuẩn tướng, liệu phương thức huấn luyện thế này có làm hại đến các chiến sĩ không? Tôi thấy có vẻ hơi nặng quá. Tề Đẳng Nhàn nói, họ là đại đội tiên phong cơ mà, chỉ một chút thế thôi đã không chịu nổi rồi sao? Phương thức huấn luyện của tôi chỉ là vài trò vặt vãnh dùng để tiêu khiển cho đám phạm nhân trong tù hồi xưa thôi đấy. Chấm chấm chấm, Tưởng Thiên Hà không biết nói gì hơn. Những phạm nhân kia cứng cỏi đến thế sao, ngay cả đại đội tiên phong cũng suýt không chịu nổi cường độ huấn luyện như thế mà họ lại coi như một trò tiêu khiển. Có điều Tưởng Thiên Hà cũng không biết, những phạm nhân kia quả thực rất trâu bò, chỉ cần chọn bừa một người để thả ra ngoài cũng đủ tạo ra một hồi gió tanh mưa máu. Tưởng Thiên Hà mời Tề Đẳng Nhàn đi ăn cơm, Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ chốc lát rồi cũng không tiện từ chối, dù sao hai người chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu. Những ngày sau đó, Tề Đẳng Nhàn phải chạy qua chạy lại giữa hai bên, một mặt trông coi quá trình huấn luyện của đại đội tiên phong thuộc sư đoàn 81, một mặt trông coi sự vụ của công ty mình. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Từ Ngạo Tuyết bắt đầu phát hiện ra rằng có điều gì không đúng lắm. Tài lực của tập đoàn Hướng Thị hình như thực sự không có giới hạn, dùng mãi không thấy cạn đáy. Những công ty con của tập đoàn Hướng Thị đang đứng trên bờ vực phá sản cũng dần dần hồi sinh. Một số đã bị bóp chết thậm chí còn được Hướng Đông Tinh dùng một số tiền lớn để giúp hoạt động trở lại. Hơn nữa ảnh hưởng từ cái chết của Vương Hổ vẫn chưa kết thúc, một nỗi lo vô hình bao trùm trên khắp liên minh kinh tế Từ Thị. Hôm nay, Hoàng Sung phát hiện một cơ hội lập công. Anh ta trông thấy thư ký hội đồng quản trị của công ty là Dương Quan Quan được một chiếc xe đón đi đâu đó, hơn nữa biểu cảm của Dương Quan Quan có vẻ khá kỳ lạ. Đó là, người của nhà họ Dương ở Ma Đô. Hoàng Sung cũng có một vài đường dây tin tức để tìm hiểu về bối cảnh của những người xung quanh, ít nhiều gì anh ta cũng biết đôi chút về thân thể của Dương Quan Quan. Nhìn thấy Dương Viễn Sơn và Dương Phi Phi trên xe, Hoàng Sung hiểu ngay, định đã có chuyện gì đã xảy ra rồi. Thực ra chừng nào bản thân vẫn còn chưa trở nên mạnh mẽ thì Dương Quan Quan cũng không muốn có bất cứ liên hệ gì với nhà họ Dương ở Ma Đô nữa. Có điều lần này là hai người Dương Phỉ Phỉ và Dương Viễn Sơn chủ động tìm tới gặp cô ta. Hơn nữa họ còn nói, nếu cô ta không đi theo họ thì họ sẽ đổ bỏ cho cốt của mẹ cô ta. Dương Quan Quan bị hai người họ nắm lấy điểm yếu,
đành nhắm mắt lên xe đi cùng. Chiếc xe một đường chạy về hướng Sơn Trang Vân Đỉnh. Dương Quan Quan ngồi ở phía sau, có chút bối rối không biết nên ứng phó thế nào, tay chân cũng chẳng biết đặt vào đâu. Không ngờ nền tảng của tập đoàn Hướng Thị lại vững chắc như vậy, nếu không sử dụng một số biện pháp thì chỉ sợ 3 tỷ mà nhà họ Dương chúng ta đặt vào từ Ngạo Tuyết sẽ đổ sông đổ biển hết. Dương Viễn Sơn nói, sắc mặt âm trầm. Phải đấy, thế nên bọn chị mới tìm đến em gái Quan Quan nè. Dương Phỉ Phỉ vừa cười ha ha vừa quay đầu lại nói với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan chỉ thấy sởn tóc gáy, hai người kia rốt cuộc đang có âm mưu gì? Dương Quan Quan không nhịn được mà hỏi, rốt cuộc hai người muốn làm gì? Nói thẳng ra không được hay sao? Dương Phỉ Phỉ biến sắc, lạnh giọng nói, đừng có hỏi nhiều, lát nữa bọn tao sẽ nói. Mày còn lắm mồm nữa thì tao đổ cho mẹ mày đi ngay bây giờ luôn đấy. Dương Quan Quan giận tới nỗi mặt đỏ bừng bừng, cả người run bần bật, không ngờ đối phương lại uy hiếp cô ta bằng thủ đoạn vô liêm sỉ như thế. Có điều trong lòng cô ta cũng cảm thấy hơi buồn bã, bởi vì từ khi mẹ cô ta bỏ đi, cô ta và mẹ đã không còn liên lạc. Đột nhiên nghe được chuyện mẹ mình đã qua đời từ miệng Dương Phỉ Phỉ và Dương Viễn Sơn, cô ta nhất thời có chút ngẩn ngơ, bao nhiêu cảm xúc phức tạp hòa vào nhau, cảm giác buồn bã cũng theo đó mà xuất hiện. Đến cửa một biệt thự thuộc quyền sở hữu của Dương Viễn Sơn, chiếc xe ngừng lại. Dương Quan Quan theo chân hai người kia bước vào biệt thự. Ký đi, Dương Viễn Sơn bỗng nhiên lấy ra một hợp đồng đặt trước mặt Dương Quan Quan. Nội dung hợp đồng là Dương Quan Quan chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế tài sản, họ đã canh cánh chuyện này từ lâu lắm rồi. Khi còn ở nhà họ Dương, họ tìm mọi cách để hành hạ Dương Quan Quan cũng là nhằm mục đích đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Dương, bớt đi một con người chia quyền thừa kế tài sản trong tương lai sau này. Dù cha của Dương Quan Quan có đần độn ngu ngốc đến mấy thì ông ta vẫn có quyền được phân chia tài sản thừa kế. Đầu óc Dương Quan Quan trống rỗng, cô ta cắn răng, cho cốt của mẹ tôi đâu. Dương Phỉ Phỉ lấy một bình cho cốt ra từ dưới ghế sofa, đá nó lăn lông lốc trên sàn nhà rồi dùng chân dẫm lên, nói, ở đây này. Chị mau bỏ chân ra cho tôi. Hai mắt Dương Quan Quan đỏ vằn lên, cô ta chỉ hận không thể xé nát Dương Phỉ Phỉ. Dương Phỉ Phỉ cười lạnh, thậm chí còn dồn hết trọng lượng cơ thể lên cái chân đang dẫm trên bình cho cốt rồi nói, mày mau đặt bút ký xuống hợp đồng đi, đừng có cò kè mặc cả với tao. Còn lắm mồm nữa là tao đạp một cái cho cốt của mẹ mày vương vãi ra khắp sàn rồi hốt bỏ vào cống thoát nước đấy nhé. Dương Viễn Sơn cũng cười, anh ta nói, đừng có ngớ người ra đó nữa, mau tranh thủ thời gian mà ký đi, tài sản của nhà họ Dương không thuộc về mày. Hồi xưa mẹ mày gả vào nhà họ Dương cũng chỉ để âm mưu chiếm đoạt vinh hoa phú quý của bọn tao. Lẽ ra ông chú đần độn của tao không nên được nhận quyền thừa kế tài sản nhà họ Dương. Sự xuất hiện của mày lại càng là một sai lầm ngoài ý muốn. Nghe những lời nói cay nghiệt độc ác phát ra từ miệng họ, trái tim của Dương Quan Quan như tan nát thành từng mảnh. Dù mẹ cô ta có thực sự ấp ủ suy nghĩ muốn chiếm của cải hay không thì cô ta cũng đâu có lỗi lầm gì. Rốt cuộc họ cũng là người thân ruột thịt chung một dòng máu, cần gì phải vì quyền kế thừa một phần tài sản mà cứ mãi dồn ép không tha, thậm chí chỉ hận không thể giết chết cô ta. Chúng ta vốn là người một nhà. Sao hai người phải đi đến bước đường tuyệt tình như vậy cơ chứ? Dương Quan Quan rưng rưng nước mắt, nghiến răng hỏi. Người một nhà, mày xứng sao? Thứ con hoang đê tiện như mày cũng xứng có tên trong gia phả nhà họ Dương ở Ma Đô bọn tao ư? Còn lâu tao mới thừa nhận rằng tao là người một nhà với mày, tao không có thứ người nhà như mày. Dương Phỉ Phỉ dẫm lên bình cho cốt mà nói liền mấy câu, khí thế hừng hực, gương mặt cô ta đầy vẻ miệt thị khinh thường. Như thể trong mắt cô ta thì Dương Quan Quan cũng chỉ là một con thạch sùng thấp kém đến tột độ. Dương Viễn Sơn cũng tỏ ra buồn cười, anh ta lắc đầu, Dương Quan Quan, mày đừng mộng tưởng cao xa nữa, nhà họ Dương bọn tao chưa bao giờ coi chúng mày là người trong gia đình. Thậm chí khi ông chú của tao chết thì tất cả mọi người cũng tỏ ra thờ ơ hệt vậy thôi. Chưa chắc thái độ đó không có liên quan gì đến sự ra đời của mày đâu. Nếu ông ta không ở bên con đàn bà thấp kém là mẹ mày rồi sinh ra mày, vậy thì có lẽ mọi người sẽ vui lòng coi ông ta như người trong gia đình đấy. Dương Phỉ Phỉ bỗng giẫm một cái thật mạnh vào bình cho cốt, cười mỉa mai, mày có ký không? Không ký thì tao đá văng cái thứ này đi ngay lập tức. Chị đừng đá, tôi ký là được chứ gì? Hai mắt Dương Quan Quan đẫm lệ, thế nhưng cô ta cũng chẳng còn cách nào khác,
đành phải cầm bút lên. Cô ta ký tên lên hợp đồng thật nhanh, thậm chí khi cây bút dừng lại, cô ta còn có cảm giác được giải thoát như thể đã trút được một gánh nặng trong tim. Từ trên xuống dưới nhà họ Dương, ai ai cũng muốn cô ta phải buông bỏ quyền thừa kế tài sản, nhưng vì cô ta cho rằng đây là thứ mình và mẹ xứng đáng có được nên luôn nắm lấy thật chặt mà chưa từng buông tay. Hiện tại cô ta buông bỏ thứ mà mình đã cố chấp níu lấy từ lâu, bỗng nhiên lại thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Tuy rằng cô ta đã phải chịu đựng hơn 20 năm bị giày vò ở nhà họ Dương, thực sự rất không đáng. Thấy Dương Quan Quan ký tên mình vào hợp đồng, hai anh em Dương Viễn Sơn và Dương Phỉ Phỉ đều nở nụ cười đắc ý. Hơn 20 năm, cuối cùng họ cũng có thể bắt con khốn này buông bỏ quyền thừa kế tài sản. Tôi đã ký tên rồi đấy, hai người trả cho cốt của mẹ tôi cho tôi được chưa? Dương Quan Quan nghẹn giọng hỏi, hai tay cô ta siết chặt, mặt cắt không còn giọt máu. Nghe vậy, Dương Phỉ Phỉ bật cười một tiếng, vẫn dẫm mạnh lên bình cho cốt mà không hề có ý định bỏ ra. Trên mặt Dương Phỉ Phỉ và Dương Viễn Sơn cùng treo nụ cười đắc thắng. Dường như Dương Quan Quan đã ý thức được điều gì, sắc mặt cô ta lại càng thêm tái nhợt. Cô ta hét lớn, các người không giữ lời hứa sao? Dương Phỉ Phỉ hỏi lại, lời hứa à? Chỉ những người có thân phận ngang hàng với nhau mới có tư cách nhắc đến vấn đề hứa hẹn. Mày nghĩ thứ thấp hèn đê tiện như mày có đủ tư cách để bọn tao hứa hẹn bất cứ thứ gì hay sao? Hay mày bị chập mạch ở đâu đó rồi nên mới có cảm giác mình sở hữu thực lực đủ mạnh mẽ để ngồi ngang hàng với bọn tao? Dương Viễn Sơn quay sang nói với Dương Quan Quan, bọn tao còn một điều kiện nữa, chỉ cần mày đáp ứng được điều kiện đó thì bọn tao sẽ lập tức trả bình cho cốt cho mày. Dương Quan Quan giận dữ nói, trả bình cho cốt của mẹ tôi lại cho tôi. Cô ta muốn xông tới giành lại. Dương Viễn Sơn không để cô ta được như ý, anh ta giơ tay, một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt Dương Quan Quan. Bốp! Tiếng động chát chúa vang lên, Dương Quan Quan bị tát mạnh tới nỗi ngã lăn ra đất, khóe miệng rướm máu, hai mắt thất thần. Dương Viễn Sơn cười gằn, khom lưng cúi xuống, túm tóc Dương Quan Quan rồi kéo cô ta lên khỏi mặt đất, tao cho mày cơ hội mà mày từ chối à? Thích dùng bạo lực phải không? Mày nghĩ mày làm được hả? Vừa dứt lời, anh ta đã thẳng tay ném Dương Quan Quan xuống đất. Dương Quan Quan bò dậy, nước mắt chảy xuống cằm như mưa. Bộ dạng của cô ta như hoa lê giữa trời mưa, sợ rằng bất cứ ai nhìn thấy cũng đều không đành lòng. Hãy nói ra điều kiện của hai người đi, Dương Quan Quan cúi thấp đầu, khổ sở nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.